Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 154. Nam Tư Gia. Sau khi Dương Diệp ly khai cổ man phủ, đi thẳng tới Nam Tư Gia. Nam Tư Gia ở trong Cự Thiên Thành thành, hiện tại Cự Thiên Thành là số ít mấy thành coi như hòa bình của man tộc, này phải quy công cho Nam Tư Gia. Ở man tộc, thế lực của Nam Tư Gia, chí ít có thể sắp xếp trước năm. Trước cửa thành Cự Thiên Thành, một vệt ánh sáng màu máu rơi xuống đất, huyết quang tản đi, Dương Diệp từ trong đó chậm rãi đi ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Cự Thiên Thành, sau một khắc, một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên phá không mà đi. Suy, cách đó không xa, Cự Thiên Thành trực tiếp nổ ra. Cả Cự Thiên Thành bối rối. Ông, lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, thoáng cùa, Dương Diệp đi tới trên không Cự Thiên Thành, hắn nhìn xuống phía dưới, ở quanh người hắn, vô số huyết quang không ngừng lập lòe. Cùng lúc đó, cường giả trong Cự Thiên Thành đều cảm nhận được một cỗ sát ý thấu xương. Lúc này, một cổ khí tức từ trong Cự Thiên Thành phóng lên trời, thoáng qua, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ca. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Các hạ là ai? Dương Diệp nói. Nam Tư gia tộc ở nơi nào? Nghe vậy, trung niên kia nhướng mày. Các hạ tìm Nam Tư gia ta. Ngươi là người Nam Tư gia? Dương Diệp hỏi. Trung niên nhẹ gật đầu. Tại hạ Nam Tư gia trưởng lão, Nam Tư. Ông. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Thoáng qua. Xùy. Thanh âm của trung niên kia im bặt mà dừng, yên lặng một hơi, đầu trung niên kia từ trên cổ rớt xuống. Phía dưới, vô số cường giả man tộc kinh sợ. Trên không Cự Thiên Thành, Dương Diệp nhìn quanh bốn phía. Nam Tư gia ở nơi nào? Vô cùng an tĩnh. Không có người trả lời. Xùy. Lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên rơi vào trong thành. Cả tòa thành run lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời. Một lần cuối cùng, thanh âm của Dương Diệp vang lên. Tìm không thấy Nam Tư gia, ta giết cả Cự Thiên Thành. Nghe vậy, vô số cường giả trong Cự Thiên Thành nội tâm hoảng hốt, nhao nhao chạy ra ngoài thành. Mà ở thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thánh nhân. Tới là thánh nhân cảnh. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Không biết Nam Tư gia ta ở đâu đắc tội các hạ. Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão giả. Xem các ngươi khó chịu, được hay không? Sắc mặt lão giả cực kỳ khó coi, nhưng đúng lúc này, cả người Dương Diệp đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng lão giả kia. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể lão giả cuồn cuộn quét ra, Dương Diệp bị cỗ khí thế này chấn lui về phía sau trăm trượng, nhưng một thanh kiếm đã cắm vào trên đầu lão giả. Miểu sát. Một thánh nhân lần nữa bị miểu sát. Ngươi là Dương Diệp. Lão giả đờ đẫn nhìn phương xa, nói khẽ. Cách đó không xa, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy. Xùy. Huyết kiếm hóa thành một vệt ánh sáng màu máu về tới trong tay Dương Diệp. Sau một khắc, Dương Diệp bay vào trong Cự Thiên Thành. Sau một khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong Cự Thiên Thành vang lên. 30 hơi sau, Dương Diệp cầm theo huyết kiếm đi ra Cự Thiên Thành. Mà Nam Tư gia đã từ trên đời này xóa tên. Ly khai Cự Thiên Thành, Dương Diệp ngự kiếm đi tới trên Tư Bát gia, mà hắn mới vừa vào thành, mười mấy thánh nhân liền vây hắn. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Man Vương kia. Lúc trước Man Vương vây công qua hắn. Man Vương gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, man tộc không phải địa phương ngươi nên tới. Đối với Dương Diệp, bất kể là Man Vương hay thánh nhân chung quanh, đều cực kỳ đề phòng. Người này, quá yêu nghiệt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nguyên bản còn chuẩn bị từng bước đi tìm các ngươi, hiện tại xem ra không cần. Vừa nói, hắn đang muốn động thủ, mà lúc này, Man Vương đột nhiên nói. Dương Diệp, thánh nhân còn lại các tộc đang chạy tới nơi này, tối đa mấy chục giây liền tới đây, nếu bây giờ ngươi thối lui, vẫn còn kịp, nếu không. Lão tử sợ sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói. Tại đến 100 thánh nhân, lại có sợ gì? Nói xong. Ông. Một đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên, cùng lúc đó, cả người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát, toàn bộ chân trời một mảnh huyết hồng. Tựa như bị một biển máu bao trùm, làm cho người ta vô cùng sợ. Hãi! Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, Man Vương biến sắc, vội vàng nói.
ngăn chặn. Suy, mới vừa nói xong, cách đó không xa, một thánh nhân đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Man Vương đại biến, mà lúc này, lại một đạo kiếm quang chạm tới. Man Vương không dám khinh thường, tay hơi động một chút, trong tay hắn xuất hiện một chiếc búa lớn, thoáng qua, cự chùy mãnh liệt nện xuống, ầm. Toàn bộ không gian rạn nứt ra, mà tòa thành phía dưới càng trực tiếp nổ tung. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào đỉnh cự chùy. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Ở trong mắt của tất cả mọi người, cự chùy ầm ầm nổ tung, thoáng qua, huyết kiếm tiến quân thần tốc, một cỗ kiếm khí cùng sát ý đáng sợ tràn ra. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Man Vương bị chấn đến mấy vạn trượng. Thời điểm Man Vương bị đánh bay ra ngoài, Dương Diệp cũng không có thừa thắng xông lên, tay phải bắn ra, huyết kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm quang kích xạ. Ngoài ngàn trượng, đầu của một thánh nhân bay ra ngoài. Áp chế. Sát ý tổ cảnh trực tiếp áp chế các thánh nhân này, tăng thêm hiện tại Dương Diệp cũng đã đạt tới thánh nhân, có thể nói, hiện tại thánh nhân bình thường ở trước mặt hắn, căn bản không đủ nhìn. Mà Man Vương kia giờ phút này cũng ý thức đến điểm ấy. Trừ khi mười mấy vị thánh nhân chung một chỗ phát lực, bằng không Dương Diệp ở dưới tổ cảnh là vô địch. Dưới tổ cảnh, duy nhất có thể chống lại Dương Diệp, đã biết chỉ có An Võ Thần. Nhưng An Võ Thần lại là thê tử của Dương Diệp. Suy suy suy, theo đạo đạo kiếm quang không ngừng hiện lên, từng đầu lâu của thánh nhân bay ra ngoài. Tàn sát thánh như giết chó. Thánh nhân ở trước mặt Dương Diệp, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Cách đó không xa, Man Vương nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, giờ phút này hắn đã có thoái ý. Sợ hãi. Hiện tại hắn đối với Dương Diệp, không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Chân chính sợ hãi. Dương Diệp này, so với hắn nghĩ còn khủng bố. Ngay lúc này, cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng một thánh nhân, cùng lúc đó, huyết kiếm để ngang cổ họng của thánh nhân kia, thân thể thánh nhân kia cứng ngắc, thoáng qua. Xuy. Đầu thánh nhân kia bay ra ngoài. Giờ phút này, thánh nhân trong tràng chỉ còn lại có Man Vương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Man Vương. 30 tức, đã đến 30 tức, cứu binh của ngươi đâu? Cứu binh. Man Vương ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời không có bất cứ động tĩnh gì. Giờ phút này, Man Vương đã hiểu, thê lương cười cười. Ha ha, kết cục của man tộc ta hôm nay, chính là kết cục ngày sau của các ngươi. Nói xong, khí tức của Man Vương điên cuồng bạo tăng, thoáng qua. Ầm, thân thể Man Vương nổ tung, lực lượng kinh khủng tựa như phong bạo thổi quét về phía Dương Diệp. Tự bảo. Man Vương quyết đoán lựa chọn tự bảo. Trốn. Hắn căn bản không có biện pháp trốn, dùng Dương Diệp thời khắc này, hoàn toàn có thể đuổi theo hắn. Bởi vậy hắn lựa chọn tự bảo. Một vị thánh nhân tự bảo, sao mà khủng bố. Lực lượng cường đại bộc phát ra, chấn Dương Diệp đến mấy vạn trượng. Nhưng Dương Diệp căn bản không có chuyện gì, bởi vì trên người hắn có tầng một bảo giáp. Hồng mông giáp. Vừa rồi một chớp mắt kia, Dương Diệp không có sơ ý, trực tiếp sử dụng hồng mông giáp, có hồng mông giáp ở đây, rất dễ dàng chặn lại. Kiếm thu. Dương Diệp chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, giống như nghĩ đến cái gì, hắn quay người tay phải khẽ vẫy, trong chốc lát, đầu lâu các thánh nhân bay tới, Dương Diệp vung tay lên, đầu lâu các thánh nhân chỉnh tề rơi vào trên cửa thành. Từng cái đầu cứ như vậy treo ở chỗ đó. Dương Diệp nhìn quanh bốn phía. Từ nay về sau, man tộc ra một thánh nhân, ta giết một cái, ra 10 cái, ta giết 10 cái, có Dương Diệp ta một ngày, man tộc không cho phép lại có thánh nhân. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, không gian rung động, chỉ chốc lát, một đám thánh nhân xuất hiện. Những thánh nhân này, đúng là cường giả bách tộc. Dẫn đầu là Vu Hoàng. Nhìn những đầu lâu phía dưới, Vu Hoàng trầm mặc, chúng thánh cũng trầm mặc. Dương Diệp trưởng thành. Chân chính trưởng thành. Hiện tại, tổ cảnh không ra, ai cũng không làm gì được Dương Diệp. Mà những tổ cảnh cùng Dương Diệp có thù lại bị cha của Dương Diệp trọng thương, bởi vậy coi như bọn họ xuất hiện, sợ là cũng không làm gì được Dương Diệp. Coi như có thể giết Dương Diệp, khẳng định cũng phải trả giá thê thảm. Mà cái giá này, những lão tổ kia nhất định là không muốn trả. Ai có thể ngăn cản sát thần này? Một câu cuối cùng kia là có ý gì? Lúc này,
có một vị thánh nhân đột nhiên hỏi. Vu Hoàng nhìn xuống Man tộc, sau đó nói. Trả thù, Dương Diệp hắn đang trả thù. Lúc trước Man Vương tham dự cuộc chiến giết hắn, bây giờ hắn đang trả thù cả Man tộc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi. Man tộc đã xong, chân chính đã xong. Từ nay về sau, có Dương Diệp một ngày, Man tộc sẽ không có thánh nhân. Mà chúng ta... Nói đến đây, Vu Hoàng ngừng lại. Vừa rồi Dương Diệp nói và làm, không thể nghi ngờ là muốn tuyệt đường cả Man tộc. Trả thù. Đây là Dương Diệp trả thù Man tộc, mà khi đó vây giết Dương Diệp hắn, không chỉ Man tộc. Nếu như Dương Diệp bất tử, bách tộc đều trốn không thoát vận mệnh giống như Man tộc. Đáng giá nhắc tới là, thánh nhân bách tộc lúc trước đổ sát Dương Diệp đều đến. Nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp tàn sát thánh như giết chó, bọn hắn không dám xuất thủ. Một màn kia, trực tiếp trấn trụ bọn chúng. Thánh nhân, đã ngăn không được Dương Diệp rồi. Qua hồi lâu, chúng thánh trong tràng mang tâm tình nặng nề rời đi. Mà sau khi Man tộc không có Man Vương, lập tức quần long vô thủ, biến thành càng thêm rối loạn. Man Vương biến mất, Man tộc ở trong bách tộc liên minh không còn bất kỳ địa vị, điều này cũng đưa đến rất nhiều cường giả tộc khác đến Man tộc cướp đoạt. Đơn giản mà nói, Man tộc đã trở thành nhân tộc tiếp theo. Ca. Cổ Man Phủ. Dương Diệp trở lại cổ Man Phủ, đám người A-Man đã chờ ở đây. Mà giờ khắc này, đám người cổ Man Phủ nhìn Dương Diệp, thần sắc đều có chút cổ quái. Hoặc có lẽ là kiêng kỵ đỡ hơn một ít, lúc trước Dương Diệp làm những chuyện kia, bọn hắn đã biết được. Người này, tự tay hủy diệt cả Man tộc. Hận. Bọn hắn không có tư cách này, nếu như không phải A-Man, sợ là thiếu niên trước mắt này nhìn cũng sẽ không nhìn bọn hắn. Dương Diệp nói. Chuẩn bị xong chưa? A-Man nói. Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi thôi. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo tộc nhân của A-Man đi tới Hư Linh Đại Lục. Sau khi tiếp tộc nhân của A-Man, Dương Diệp lại đi đón tộc nhân của Vu Tịnh, Linh, còn có đám người Đao Cuồng. Đối với lời mời của Dương Diệp, những người kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì tộc bọn họ đã loạn không ra thứ gì. Hiện tại có Dương Diệp bảo kê, bọn hắn tự nhiên là ước gì. Ngày hôm nay, Dương Diệp đi tới thiên tộc. Thiên tộc, chỉ còn lại gia tộc của Vu Tịnh chưa có tiếp, lúc này đây thiên tộc, mục đích chính là tiếp Vu gia. Vu phủ, một mảnh tiêu điều. Đã từng là hào phú thiên tộc, bây giờ quạnh quẽ đến cực điểm. Dương Diệp tiến vào trong phủ, ở trong phủ còn dư lại người lác đác không có mấy. Cảm nhận được một màn này. Lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại. Ngươi là người phương nào? Ngay lúc này, một thanh từ thanh thúy truyền đến. Dương Diệp quay đầu, chỗ đó xuất hiện một nữ tử thanh tú. Dương Diệp nói. Ngô Y trong phủ đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nữ tử thanh tú nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đi thì đi, chết thì đã chết. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô gái kia. Sắc mặt nàng kia đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi, ta không có tiên tinh thạch. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta là bằng hữu của Vu Tịnh, hắn, thân nhân của hắn là rời đi, hay? Nữ tử quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Ngươi, ngươi thật là bằng hữu của thiếu gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đầu nữ tử có chút buông xuống. Đám người tộc trưởng, bọn hắn ở sau khi thiếu gia rời đi. Đã bị thiên quân bắt hết. Thiên quân. Dương Diệp chau mày. Vì sao? Nữ tử nói khẽ. Bởi vì thiếu gia đi giúp nhân tộc Dương Diệp, cho nên Vu gia chúng ta bị thiên tộc coi là phản tộc, những thế lực đối địch kia lại ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, cho nên. Phản tộc. Dương Diệp trầm giọng nói. Vu Tịnh, hắn không phải đã rời khỏi gia tộc sao? Nữ tử châm chọc nói. Đám người thiên quân bất quá là mượn cớ đến cướp đoạt Vu gia chúng ta, tất cả linh mạch, tất cả tiên tinh thạch của Vu gia chúng ta, đều bị bọn hắn cướp sạch, linh mạch, tiên tinh thạch, mới là mục đích thực sự của bọn hắn. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Ngươi không ly khai sao? Nữ tử lắc đầu. Ta có thể đi đâu? Bên ngoài loạn thành một bầy, sợ là đi không bao lâu đã chết rồi. Vậy đi theo ta đi. Dương Diệp nói. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt nữ tử.
Bên trong là tiên tinh thạch, người đi nói cho những người còn dư lại trong phủ, nếu như bọn hắn nguyện ý đi theo ta, liền để cho bọn hắn chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi, nếu như không muốn, cho bọn hắn nạp giới này. Nữ tử nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi, đi làm đi. Dương Diệp nói. Nữ tử do dự một chút, sau đó tiếp nhận nạp giới, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, nữ tử mang đến một đám người, không sai biệt lắm có mấy trăm người. Dương Diệp nói. Các ngươi đều ở đây chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất. Thanh Nhi, hắn là ai? Lúc này, một người đàn ông ở bên cạnh cô gái hỏi. Nữ tử nói khẽ. Bằng hữu của thiếu gia. Vừa nói, nàng nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới là mấy vạn tiên tinh thạch. Mấy vạn tiên tinh thạch, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Bằng hữu của thiếu gia. Nam tử kia nhíu mày. Sao ta chưa thấy qua? Ông! Ngay lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng kiếm reo này vang vọng cả thiên tộc. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng màu máu xuất hiện ở trên không Vân Tiêu Thành. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nữ tử thanh tú chảy ra nước mắt. Thiếu gia, hắn chính là huynh đệ của ngươi sao? Giờ khắc này, nữ tử thanh tú nghĩ tới một màn lúc trước, Phù Tịnh từ trong phòng phụ thân hắn đi ra. Trong phòng, một lão giả chửi ầm lên. Người đứa con bất hiếu này, người đứa con bất hiếu lưu này, lão tử không có đứa con trai như ngươi. Phù Tịnh đứng ở cửa, thật lâu không lên tiếng. Không biết trải qua bao lâu, Phù Tịnh quay người quy quỳ xuống. Cha, hơn 100 thánh nhân đang khi dễ huynh đệ của ta, không đi, hắn sẽ chết. Ngươi đi cũng chết. Trong phòng, lão giả gầm thét. Phù Tịnh nói. Ta biết. Biết ngươi còn đi. Trong phòng, thanh âm của lão giả sắp nổ tung. Phù Tịnh cười nói. Không có cách nào, ai bảo hắn là huynh đệ của ta chứ. Vừa nói, hắn chậm rãi lại xuống. Cha, công ơn nuôi dưỡng, kiếp sau lại báo. Không đúng, có lẽ ta còn có thể sống trở về, ha ha. Nói xong, hắn quay người đi ra Vu phủ. Trong phòng, giờ phút này Vu gia gia chủ đã nước mắt tuôn đầy mặt. Ngoài phòng không xa, một nữ tử lẳng lặng nhìn bóng lưng của Vu Tịnh, cho đến bóng lưng kia biến mất. Vân Tiêu Thành. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ Vân Tiêu Thành chấn động. Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, người thiên tộc tự nhiên không xa lạ gì, vị này có thể nói là khách quen của thiên tộc. Mà bây giờ, hắn lại tới nữa. Quanh người Dương Diệp, huyết quang quấn quanh, ở trên gương mặt mang theo sát ý cùng sát khí. Dương Diệp nhìn quanh bốn phía, sau một khắc, một đạo kiếm quang phá không chém xuống. Mà lúc này, một màn sáng màu vàng to lớn đột nhiên bao phủ cả Vân Tiêu Thành. Kiếm khí rơi vào trên màn sáng run lên kịch liệt, xuất hiện một chút vết rạn, mà màn sáng kia phản chấn ra lực lượng cũng làm kiếm khí rách tả tơi. Nhưng lúc này, lại một đạo kiếm khí rơi xuống. Ở dưới vô số người thiên tộc nhìn chăm chú, màn sáng kia trực tiếp nổ tung. Cả Vân Tiêu Thành run lên kịch liệt, tựa như địa chấn. Trên không Vân Tiêu Thành, Dương Diệp tay cầm huyết kiếm chỉ xéo phía dưới. Thiên quân, ba hơi. Nếu trong ba hơi ta không thấy được ngươi, ta sẽ để tất cả người của Vân Tiêu Thành chôn theo ngươi. Yên lặng một cái chớp mắt, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người đến đúng là Thiên Quân. Xùy. Lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Sau một khắc, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào ngực trái của hắn, huyết kiếm mang theo Thiên Quân lùi lại, cuối cùng huyết kiếm đính Thiên Quân ở trên đại điện. Một kiếm này, Dương Diệp không có đâm chỗ yếu hại. Mà Thiên Quân cũng không có trốn tránh. Hắn căn bản không có cách nào trốn. Dương Diệp bây giờ, đã hoàn toàn không phải là hắn có thể địch. Mà lúc này, hơn 10 lão giả xuất hiện ở bên cạnh Thiên Quân không xa. Những người này, đều là thánh nhân còn sống của thiên tộc. Dương Diệp đang muốn ra tay, ngay lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên. Lui ra. Những thánh nhân kia do dự một chút, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp quay đầu, chỗ đó, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới không phải người khác, đúng là Tiểu Thất. Tiểu Thất mà Dương Diệp quen thuộc. Tiểu Thất chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn bộ dáng của Dương Diệp, Tiểu Thất khẽ cúi đầu. Thật xin lỗi. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thất, hắn vuốt đầu của nàng.
Người đối với ta, cho tới bây giờ không hề có lỗi, nên nói xin lỗi, là ta. Lúc trước Tiểu Thất vì cứu hắn, ngủ say vô số năm, việc này, Dương Diệp hắn tự nhiên không quên. Trừ lần đó ra, đã từng nhiều lần nếu không phải Tiểu Thất hỗ trợ, sợ là Dương Diệp hắn đã sớm hải cốt không còn. Tuy Thiên Quân nhiều lần muốn giết hắn, nhưng Dương Diệp hắn phân rất rõ ràng, Tiểu Thất là Tiểu Thất, Thiên Quân là Thiên Quân. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, nàng nói. Ta bây giờ là Thiên Tộc Tộc Trưởng, người của Vu Gia rất tốt, ta không có thương hại bọn hắn, nhưng thế lực khác không tha cho bọn hắn, cho nên ta đưa bọn họ vào Vân Tiêu Thành, kể từ đó có thể tạm thời bảo vệ bọn hắn một mệnh. Tiểu Thất là Thiên Tộc Tộc Trưởng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thiên Quân, không cần phải nói, là trò hề của Thiên Quân này. Người khác không biết quan hệ của hắn cùng với Tiểu Thất, nhưng Thiên Quân này biết. Lúc này, Tiểu Thất khẽ nói. Ta, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng không nói gì được. Tại chỗ, tay phải Dương Diệp đột nhiên vung lên. Xuy, huyết kiếm trực tiếp chui vào trong cơ thể Thiên Quân, hai mắt Thiên Quân trợn lên, thời gian dần trôi qua. Trong mắt của hắn không có bất luận sắc thái gì. Đã chết. Thiên Quân vẫn lạc. Dương Diệp khẽ vẫy tay, huyết kiếm bay đến trong tay hắn. Dương Diệp thò tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai run rẩy của Tiểu Thất. Ngươi là ngươi, Thiên Quân là Thiên Quân, hắn mấy bận muốn giết ta, thù này, Dương Diệp ta không thể không báo, mà ngươi, đã từng mấy bận cứu ta, cho nên chúng thánh thiên tộc cùng tất cả mọi người của Vân Tiêu Thành, có thể sống. Vừa nói hắn vừa quay người. Tiểu Thất, kỳ thật, ta thật rất muốn giết cả Vân Tiêu Thành, để cho tất cả mọi người thiên tộc vì huynh đệ của chúng ta chôn cùng, thật rất muốn. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật, lúc này đây Dương Diệp đến Vân Tiêu Thành, hắn chưa từng nghĩ tới buông tha Vân Tiêu Thành cùng thiên tộc chúng thánh. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiểu Thất đã trở thành thiên tộc tộc trưởng. Giết thiên tộc chúng thánh. Giết mọi người Vân Tiêu Thành, Tiểu Thất nên tự xử như thế nào? Dương Diệp hắn cuối cùng làm không được coi thường Tiểu Thất, nữ tử này đã từng vì hắn mà rơi vào trạng thái ngủ say. Trên không Vân Tiêu Thành, một nữ tử áo trắng xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thất. Người này, đúng là tỷ tỷ của nàng. Nữ tử áo trắng duỗi tay nắm bàn tay rung động của Tiểu Thất. Đã rất tốt rồi, Tiểu Thất quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng, nữ tử áo trắng nói khẽ. Hắn nói không sai, hắn đúng là muốn giết tất cả mọi người của Vân Tiêu Thành. Chúng ta đều cảm nhận được sát ý của hắn, nhưng hắn bởi vì ngươi, buông tha cho ý nghĩ này. Tiểu Thất trầm mặc. Đối với tính khí của Dương Diệp, nàng vô cùng rõ ràng. Lúc trước Thiên tộc đối đãi Dương Diệp như vậy, dùng tính khí của Dương Diệp, hôm nay thiên tộc, tất nhiên sẽ như man tộc. Bây giờ man tộc là kết quả gì? Tất cả thánh nhân của man cơ tộc đều bị Dương Diệp đồ sát. Man tộc không có thánh nhân, hiện tại ngay cả chủng tộc Tam Lưu cũng không tính, có thể nói, tùy tiện đến một vị thánh nhân đi man tộc cũng có thể xưng bá. Mà man tộc bây giờ, là tộc thảm nhất sau nhân tộc. Vô số cường giả không ngừng đi man tộc cướp đoạt, cứ tiếp như thế, man tộc sẽ giống như nhân tộc, diệt vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà nếu như Dương Diệp chu diệt thánh nhân thiên tộc, không hề nghi ngờ, thiên tộc sẽ trở thành nhân tộc cùng man tộc tiếp theo. Nhưng Dương Diệp không có làm như vậy. Nữ tử áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Quân đã vẫn là cách đó không xa. Phụ vương, hắn đã ngờ tới kết cục hôm nay rồi. Cho nên hắn để cho ngươi trở thành thiên tộc tộc trưởng, mục đích đúng là hy vọng Dương Diệp tha cho thiên tộc một lần. Nữ tử áo trắng lại nói. Tiểu Thất, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng hận hắn, sau này chúng ta hảo hảo dẫn dắt thiên tộc vượt qua kiếp nạn. Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Sau đó nàng nhìn thoáng qua vị trí Dương Diệp, cùng nữ tử áo trắng quay người rời đi. Sự tình Dương Diệp xuất hiện ở Vân Tiêu Thành, rất nhanh từ thiên tộc truyền ra, mà chuyện tình Thiên Quân vẫn lạc, cũng theo đó truyền ra. Dương Diệp đã đến thiên tộc, sau đó lại đi. Điều này làm cho tất cả mọi người thiên tộc thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, bất kể là tộc nào, đối với Dương Diệp đều cảm giác được sợ hãi. Đây là một cái tên có thể khiến người sợ hãi. Dương Diệp đi tới Vu phủ, sau lưng hắn, là chúng cường giả Vu phủ, trong đó còn có phụ thân của Vu Tịnh. Dương Diệp nhìn cha của Vu Tịnh. Bá phụ, các ngươi theo ta đi Hư Linh Đại Lục đi. Tại đó, mặc dù không có linh khí, nhưng an toàn. Cha Vu Tịnh do dự một chút,
sau đó nói. Tiểu thất tộc trưởng cùng các hạ là bằng hữu. Dương Diệp nói. Lúc ở hạ giới, nàng đã giúp ta rất nhiều, đã cứu mạng của ta. Thì ra là thế. Cha Vô Tịnh nhẹ gật đầu, sau đó nói. Như thế ta muốn lưu lại thiên tộc. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Cha Vô Tịnh thấp giọng thở dài. Hiện tại tình cảnh của thiên tộc rất không xong, ta ở lại chỗ này, có lẽ có thể giúp nàng làm chút gì đó. Nếu như thiên tộc vẫn là thiên quân làm tộc trưởng, hắn chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này. Thiên quân làm tộc trưởng, cái này đồng nghĩa với Dương Diệp vẫn là địch nhân của thiên tộc, khi đó thiên tộc không có bất kỳ hy vọng. Mà bây giờ, thiên tộc là thất công chúa làm tộc trưởng, kể từ đó, Dương Diệp có khả năng chính là minh hữu của thiên tộc. Đơn giản mà nói, hắn nhìn thấy thiên tộc có hy vọng, cho nên hắn quyết định lưu lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta tôn trọng quyết định của bá phụ, nếu như ngươi muốn rời đi, hoặc có chuyện gì cần ta hỗ trợ, tùy thời có thể cho ta biết. Cha Vô Tịnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có vẻ phức tạp. Đa tạ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó hắn cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt cha của Vô Tịnh. Ta cùng với Vô Tịnh là huynh đệ, bây giờ hắn không có ở đây, Vu gia có thể coi ta là hắn, chỉ cần Dương Diệp ta còn trên đời một ngày. Chuyện của Vu gia chính là chuyện của ta. Câu hứa hẹn này làm cho trong lòng người Vu gia mừng rỡ. Từ nay về sau, Vu gia tương đương với nhiều hơn một tấm siêu cấp bảo mệnh phù. Đừng nói thiên tộc, sợ là bách tộc kể cả tam đại gia cũng sẽ không tới tìm Vu gia bọn hắn phiền toái. Vì sau lưng Vu gia, hiện tại có Dương Diệp chống đỡ. Dương Diệp đi rồi, người Vu gia ở lại, mà Dương Diệp cho nạp giới. Đủ để cho bọn hắn trèo chống thời gian rất lâu. Mà khi biết Vu gia nguyện ý ở lại thiên tộc, tiểu thất lập tức phái người tới đón người Vu gia, mà cha Vu Tịnh cũng trở thành cao tầng của thiên tộc. Dương Diệp cũng không có lập tức ly khai thiên tộc, mà đi tới thiên lộ. Thiên lộ, cái này là địa phương thiên đế tặng thiên long cho hắn. Dương Diệp chậm rãi đi tới cuối thiên lộ, lúc này, chỗ đó xuất hiện một bóng trắng. Thiên đế, bóng trắng này chính là thiên đế. Thiên đế quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Thánh nhân. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trong mắt thiên đế hiện lên vẻ phức tạp, tốc độ phát triển này quá nhanh. Dương Diệp nói khẽ. Lần này đến đây, là muốn vì tiền bối làm chút gì đó. Ngươi muốn cứu ta ra ngoài. Thiên đế hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như tiền bối cần, ta có thể hết sức thử một lần. Thiên đế trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta sớm có thể rời đi. Dương Diệp nhìn thiên đế, khó hiểu. Thiên đế nhìn chung quanh. Lúc trước bách tộc chiến thắng thần tộc, có mấy người đều chết hết. Thiên viên đế, ma tộc ma tôn Nhậm Thiên Hành, còn có linh tộc tộc trưởng Nguyễn Tiên Linh. Ngươi có biết, tại sao bọn hắn lại chết không? Dương Diệp nói. Uy hiếp tứ đại gia. Thiên đế cười nói. Kỳ thật. Này cũng không thể hoàn toàn trách tứ đại gia. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Thiên đế nói khẽ. Thần tộc bị diệt, như vậy vấn đề mới đã đến. Đại thiên vũ trụ, phải lần nữa tẩy bài như thế nào? Thiên viên đế, ma tộc ma tôn Nhậm Thiên Hành, còn có linh tộc tộc trưởng Nguyễn Tiên Linh muốn diệt sạch tứ đại gia, để cho đại thiên vũ trụ không có loại thế lực siêu nhiên này. Nhưng bọn hắn thất bại, biết rõ tại sao lại thất bại không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên đế cười nói, bởi vì ta phản bội, lúc trước, không chỉ đám bọn hắn, kỳ thật ta cũng tham dự trong đó. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Thiên đế nói, kỳ thật, thế nhân đều không biết, đạo gia đạo tổ là sư huynh của ta. Sư huynh, chân mày Dương Diệp nhíu sâu hơn. Ngoài ý muốn a, thiên đế cười nói, ta cùng với hắn, sư thừa nhất mạch, bất quá chúng ta đi đạo lại hoàn toàn khác nhau. Hắn kế thừa đạo thống của đạo gia, mà ta lựa chọn đi đường khác. Đương nhiên, nguyên nhân lâm trận đào ngũ chính thức, cũng không phải bởi vì hắn là sư huynh của ta, mà là đám người hiên viên đế quá coi thường đám người sư huynh của ta. Quá coi thường. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Lúc trước Hồng Mông Tháp vẫn còn ở trong tay sư huynh của ta, hắn tay cầm Hồng Mông Tháp, là cường đại bực nào, hơn nữa điểm trọng yếu nhất, hiên viên đế hắn không để ý đến một điểm. Cái kia chính là kiếm thủ, thanh kiếm này, là nhân nghĩa kiếm, hắn lựa chọn diệt tứ đại gia, không phải là hành vi nhân nghĩa, bởi vậy khi hắn thật sự động thủ, cũng
cũng là thời điểm thanh kiếm kia phản loạn. Bất quá không đợi kiếm thủ phản loạn, bọn hắn đã bị giết. Dương Diệp trầm mặc, hắn không nghĩ tới nguyên lai lịch sử là như thế. Lúc này Thiên Đế lại nói. Tặng ngươi Thiên Long, kỳ thật còn có một nửa nguyên nhân là, chúng ta cùng thuộc về nhất mạch, một nửa khác là vì thiên phú của ngươi. Dương Diệp nói. Vì sao tiền bối bị giam ở chỗ này? Thiên Đế nói khẽ. Ta lâm trận đào ngũ, bách tộc không biết, nếu như ta còn quang minh chính đại sống, bách tộc sẽ nhìn thiên tộc ta như thế nào? Thiên tộc ta sẽ trở thành đối tượng cho bách tộc công kích. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Lưu ở nơi đây, là chính ta lựa chọn, thiên tộc đã không còn thiên địch, ta ở lại thiên tộc cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên, ta ở chỗ này muốn bước ra một bước cuối cùng kia. Một bước cuối cùng. Chứng tổ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Đế. Tiền bối không có đạt tới tổ cảnh. Thiên Đế cười nói. Ý tứ của ta là, vượt qua tổ cảnh. Vượt qua tổ cảnh. Dương Diệp nhìn đối phương. Xem ra vãn bối suy nghĩ nhiều. Nếu như tiền bối không cần vãn bối tương trợ, vậy vãn bối cáo từ. Nếu như không phải tiểu thất làm thiên tộc tộc trưởng, người thật sẽ đổ sát tất cả thiên tộc thánh nhân. Thiên Đế đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sẽ. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Ta muốn hỏi một câu, tiền bối có tham dự trận đại chiến vây giết nam tử cụt tay kia không? Thiên Đế cười nói. Không có, sở dĩ không có tham dự vây giết nam tử cụt tay, chủ yếu là sư huynh của ta không tham gia. Một lần kia, ta cùng với sư huynh của ta lựa chọn đứng ở chính giữa, ai cũng không giúp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, người hắn đã biến mất. Trên thiên lộ, Thiên Đế im lặng không nói. Kỳ thật người thắng lớn nhất không phải thần tộc, mà là đạo gia. Năm vị lão tổ, tăng thêm hắn, hiện tại chỉ có hai vị đạo gia đạo tổ là hoàn hảo. Hiện tại đạo gia ở trong tam đại gia, có thể nói là sắp xếp thứ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạo gia lão tổ không có thụ thương. Bất kể như thế nào, đạo gia hoàn chỉnh giữ vững thực lực của mình, cho nên đạo gia mới là người thắng lớn nhất. Thiên Đế nhìn thoáng qua bóng lưng của Dương Diệp rời đi, sau đó khẽ lắc đầu. Kẻ này, cuối cùng cũng quật khởi. Bây giờ Dương Diệp đã mạnh mẽ đến lão tổ cũng không thể không kiêng kỵ. Dương Diệp đi ra thiên tộc, đi tới trong tinh không mịt mờ, hắn muốn chạy về nhân giới, thời điểm đi ngang qua di tích tiền sử, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, nhìn xuống phía dưới. Di tích tiền sử. Hắn tự nhiên không có quên chỗ này. Ngay thời điểm hắn do dự có muốn đi xuống xem một chút hay không, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh. Nhưng đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên trời, sau một khắc, một nữ tử người đeo trường thương xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Mái tóc của nữ tử thật dài, kéo tới mông, toàn thân mặc khôi giáp màu đen, hai đồng tử màu xám. Hai người cứ như vậy tương đối mấy tức, đúng lúc này, trong Hồng Mông Tháp, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu. Ca ca đi mau. Đây là bất tử kỵ sĩ. Thiên Tú vừa nói xong, sau một khắc, trường thương sau lưng nàng kia đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp đâm về phía Dương Diệp. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp cũng trực tiếp bay ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ giữa hai người bạo phát ra, lực lượng cường đại làm cho không gian hai người rạn nứt. Mấy tức sau, trong chàng khôi phục bình tĩnh. Ở trước ngực Dương Diệp, cắm một cây trường thương. Máu tươi không ngừng từ trước ngực hắn tràn ra. Dương Diệp đột nhiên rút trường thương ra, trường thương cũng màu đen, vào tay lạnh buốt tận xương, không biết là tài liệu gì tạo thành. Thương ra, trước ngực Dương Diệp không đến một hồi liền bị Hồng Mông tử khí chữa trị. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nữ tử cách đó không xa, sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu cô gái kia, thoáng qua. Nữ tử tay cầm trường thương đâm một cái. Trong thương ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho không gian chung quanh nữ tử vặn vẹo thành một vòng xoáy. Nhưng đúng lúc này, hai tay nữ tử đột nhiên kết một thủ ấn kỳ dị, trong chốc lát, một cỗ hắc quang xuất hiện ở trên huyết kiếm của Dương Diệp, thoáng qua, huyết kiếm mang theo một cỗ hắc mang cùng hồng mang phóng lên trời, đâm tới Dương Diệp. Thương kiếm vừa mới tiếp xúc, không gian chung quanh hai người nổ tung. Lực lượng cường đại trực chấn hai người lui về phía sau vạn trượng, mà hai người vừa dừng lại, trường thương trong tay Dương Diệp đột nhiên hóa thành huyết mang bắn ra, cách đó không xa, huyết kiếm trong tay cô gái cũng như chớp giật bắn nhanh.
Giữa hai người, một thương, một kiếm. Ầm. Cả hai vừa mới tiếp xúc, không gian trong sân trực tiếp mai một. Vô số sóng khí một tầng tiếp theo một tầng khuếch tán về bốn phía. Toàn bộ chân trời bị những khí lãng kia bao phủ. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng tầm 10 tức, không gian mới bình tĩnh trở lại. Quanh người Dương Diệp, huyết quang quấn quanh, phía trên tán phát sát ý, tựa như muốn tàn sát hết thiên hạ. Mà ở đối diện hắn không xa, cô gái kia cầm trường thương mà đứng, ở quanh người nàng, một đám u quang không ngừng vây quanh. Nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau một khắc, nàng chu môi huýt sáo một tiếng. Ầm. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, thoáng qua, một yêu thú hình giống như ngựa xuất hiện ở trước mặt nữ tử, yêu thú này, toàn thân đen kịt, hình dạng như ngựa, sau lưng mọc hai cánh. Nhanh ác! Ngay lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Thiên Tú. Đến từ bất tử tộc, là một loại yêu thú cực kỳ mạnh mẽ của bất tử tộc, nhanh ác thành niên có thể xé xác thánh nhân. Ca ca, rút lui trước, bất tử kỵ sĩ. Sau khi cùng nhanh ác hợp thể, ở bất tử tộc lại được gọi là bất tử chiến thần, thật rất mạnh, người bây giờ. Bất tử chiến thần. Dương Diệp nhíu mày, đúng lúc này, nàng kia đột nhiên ngồi ở trên người nhanh ác, thoáng qua, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn đến mấy ngàn trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại, một cây trường thương đã tới mi tâm của hắn, mũi thương cách mi tâm chỉ không đến nửa tấc. Ầm. Một cỗ sát ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, cỗ sát ý này trực tiếp đẩy lui nàng kia. Ngoài mấy trăm trượng, trên người nhanh ác, nàng kia khẽ múa trường thương, từng đạo thương ảnh hiện ra, những thương ảnh này trực tiếp đẩy lui sát ý của Dương Diệp. Nhưng lúc này, ở trong sát ý, một thanh huyết kiếm bắn nhanh ra. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, thanh kiếm kia đi thẳng tới trước mặt nữ tử. Tay phải nữ tử thu lại, trường thương trong tay ngăn trở một kiếm này. Bất quá bản thân nàng cũng bị chấn lui về phía sau ngàn trượng, nàng vừa dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua sau lưng nữ tử. Bối thứ sát, thân thể nữ tử hư ảo, nhưng thoáng qua, nàng lại lập tức ngưng tụ. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Cô gái trước mắt này, bị hắn một kiếm xuyên qua tim, nhưng đối phương một chút việc cũng không có. Bất tử chiến thần. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Thiên Tú. Các nàng, từ một góc độ mà nói, là bất tử. Ca ca, dùng thực lực của ngươi bây giờ, giết không chết các nàng. Cách đó không xa, nàng kia còn muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, lông mày nàng đột nhiên nhíu lại, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thoáng qua, nàng và nhanh ác trực tiếp biến mất. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn di tích tiền sử, trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Phía dưới, nữ tử rơi trên mặt đất. Nữ tử đi tới trong đại điện di tích tiền sử, nhìn hư ảnh trước mặt, nữ tử hơi nhíu mày. Vì sao, ta có thể giết hắn? Không cần thiết. Hư ảnh đột nhiên nói. Người này ở đại thiên vũ trụ địa vị không thấp, nếu hiện tại hắn chết, nhất định kinh động cả đại thiên vũ trụ, đối với kế hoạch chúng ta không tốt. Nữ tử lạnh nhạt nói. Hôm nay đại thiên vũ trụ, ai có thể ngăn bất tử tộc ta? Năm đó bất tử tộc ta cũng nghĩ như thế. Hư ảnh nói. Mà kết quả thế nào? Tộc của ta chủ quan, bất tử tộc ta đã chết bao nhiêu người? Càng không thể không rời khỏi đại thiên vũ trụ vô số năm. Trong đôi mắt nữ tử đột nhiên xuất hiện hàn quang. Hư linh nữ. Đối với hư linh nữ, có thể nói, bất tử quân đoàn của các nàng là hết sức căm ghét. Nữ nhân này, năm đó thiếu chút nữa bằng vào sức một mình diệt toàn bộ bất tử quân đoàn. Mà khi chưa gặp được hư linh nữ, bất tử quân đoàn chỉ bại qua một lần, chẳng qua là bại, không có chết. Nữ nhân kia, là ác mộng của cả bất tử tộc. Qua hồi lâu, nữ tử trầm giọng nói. Hư linh nữ đã chết, thế gian này, còn ai có thể cản bất tử tộc ta? Không nên xem thường sinh linh nơi đây. Hư ảnh trầm giọng nói. Trước đây không lâu, ta từng nhìn thấy qua một trung niên áo bào trắng. Người này mạnh, vượt qua ta tưởng tượng. Thật sao? Nữ tử lạnh nhạt nói. Vậy ta thật muốn mở mang kiến thức. Được rồi. Hư ảnh trầm giọng nói. Đợi các nàng triệt để thức tỉnh, lại bắt đầu ra tay, trong đoạn thời gian này, không nên sinh sự, để cho thế lực khắp nơi của đại thiên vũ trụ tự giết lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta ngư ông chi lợi là tốt rồi. Nữ tử nhìn đối phương,
sau đó nói. Vừa rồi người nọ là người nào? Dương Diệp. Hư ảnh nói, cùng hắn tiếp xúc qua, người này tiềm lực rất sâu, bất quá giờ phút này, không đáng để lo. Đi thôi. Nói xong, hư ảnh cùng nữ tử trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp đi ra di tích tiền sử, đi tới trong một vùng hư không, sau đó hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Ở trước mặt hắn là Thiên Tú. Ngươi biết lai lịch của người nọ? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Đến từ bất tử tộc, một chủng tộc rất mạnh. Bất tử tộc. Dương Diệp nhíu mày, hiện tại đại thiên vũ trụ này đã quá loạn, lại xuất hiện một bất tử tộc. Đây đối với đại thiên vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là tuyết lạnh thêm xương. Thiên Tú nói khẽ. Ca ca không có sao chứ? Dương Diệp lắc đầu, thực lực của nữ nhân kia rất mạnh, nhưng không có tạo thành cho hắn tổn thương chí mạng gì. Thiên Tú nói. Theo ta được biết, bất tử tộc có chừng gần nghìn loại bất tử kỵ sĩ này, mỗi một vị đều là bất tử tộc chọn kỹ lựa khéo ra tinh anh, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Những bất tử kỵ sĩ kia, quanh năm chinh chiến, không chỉ thực lực cường đại, tâm lý tố chất cùng ý thức chiến đấu đều là tối cao. Hơn ngàn vị. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp hơi đổi. Cường giả loại này, thậm chí có hơn ngàn vị. Chỉ một vị cũng cường hãn như vậy rồi. Một ngàn vị, đó là cái khái niệm gì? Nếu như 1.000 bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở đại thiên vũ trụ, ai có thể ngăn cản? Bách tộc, tứ đại gia còn có thế lực thần bí khắp nơi liên thủ có lẽ có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không đủ người ta nhìn. Điểm trọng yếu nhất, những đồ chơi này là giết không chết. Dương Diệp nhìn Thiên Tú. Các nàng thật sự đều giết không chết. Thiên Tú nói khẽ. Không có người nào là chân chính vô địch, nói bọn họ là bất tử. Không bằng nói các nàng rất khó chết. Muốn giết các nàng, nhất định phải có được lực lượng tuyệt đối chém hết tất cả sinh cơ của các nàng, từ trên căn bản diệt sạch các nàng. Nhưng có thể làm được như vậy, sợ là chỉ có những lão tổ kia có thể miễn cưỡng làm được. Mà thánh nhân còn lại, trừ khi đạt tới loại trình độ như ngươi cùng An Tỷ Tỷ, dù cho là các ngươi, trừ khi hết toàn lực, cùng các nàng sợ là cũng chỉ chia 5 năm. Chia 5 năm. Dương Diệp đã trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Không quản các nàng, với ta mà nói, diệt hai đại gia cùng bách tộc mới là mục đích chủ yếu của ta. Nói xong, hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Trong tháp, Thiên Tú khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài tháp, dưới chân Dương Diệp, một đạo kiếm quang lập lòe, thoáng qua, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong tinh không mịt mùng. Dương Diệp về tới Hư Linh Đại Lục, khi đi tới Hư Linh Thành, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Ở trước cửa Hư Linh Thành, tụ tập rất nhiều nhân loại. Dương Diệp rơi vào trước cửa thành, những người kia lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Tâm thần bất định. Đối mặt Dương Diệp, những người này lập tức tâm thần bất định, khẩn trương lên. Tuy Dương Liêm Sương để cho bọn hắn ở nơi này, nhưng người trước mắt nói một câu có thể để cho bọn hắn dẹp đường về nhân giới. Lúc này Dương Liêm Sương xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp nói. Ngươi để cho bọn hắn tới. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói. Nơi đây không phải là chỗ tị nạn. Dương Liêm Sương nói. Nơi đây là thiên đường cuối cùng của nhân tộc, cũng là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Dương Diệp trầm mặc. Dương Liêm Sương lại nói. Để cho bọn hắn ở lại chỗ này đi, bọn hắn cũng không cần chúng ta vì bọn họ làm cái gì. Bọn hắn chẳng qua là muốn ở chỗ này sống sót, mà ở đây là địa phương duy nhất không có tranh đấu. Dương Diệp nói. Tùy ngươi vậy. Nói xong, Dương Diệp muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, một thanh niên đột nhiên đứng dậy, nam tử chỉ vào Dương Diệp phẫn nộ quát. Dương Diệp, ngươi có phải người của nhân tộc hay không, thân là nhân tộc, hiện tại nhân tộc nguy nan, nhưng ngươi như rùa đen trốn ở chỗ này, ngươi tên nhát gan này, lão tử xem thường ngươi, lão tử. Xuy. Một đạo kiếm quang lóe lên. Ở trong mắt của tất cả mọi người. Đầu thanh niên kia bay ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh. Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt thi thể nam tử kia, sau đó nói. Có tư cách ở trước mặt Dương Diệp ta xưng lão tử, chỉ có một người, nhưng đáng tiếc, hắn vì ta, đã chết. Nói xong, Dương Diệp quay người đi vào trong thành. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp, mọi người vô cùng an tĩnh. Cách đó không xa, Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua thi thể thanh niên kia, lúc này đây. Nàng xem như thấy được cái gì gọi là tìm chết.
Dương Liêm Xương lắc đầu, sau đó nhìn về phía những người kia. Các ngươi phải nhớ kỹ, hắn không có nghĩa vụ đi cứu các ngươi, càng không có nghĩa vụ vì tương lai của các ngươi chịu trách nhiệm. Nếu như trong các ngươi còn có người cảm thấy cứu vớt nhân tộc là Dương Diệp hắn nhất định phải làm, vậy thứ cho ta nói thẳng, người vừa chết này, không phải là cuối cùng. Những người trước mắt kia, còn không có làm rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là thái độ của Dương Diệp đối với nhân tộc. Dương Diệp quan tâm nhân tộc sao? Đáp án tự nhiên là không quan tâm. Loại chuyện cứu vớt nhân tộc này, Dương Diệp quá khứ có lẽ từng nghĩ qua, nhưng bây giờ, khẳng định không nghĩ nữa rồi, nhân tộc bây giờ, ai có thể cứu? Địch nhân của nhân tộc, không đơn thuần là ngoại tộc, càng nhiều nữa là chính nhân tộc. Mà thanh niên mới vừa rồi kia, lấy nhân tộc hiện trạng trách tội đến trên người Dương Diệp. Không chỉ thanh niên kia, rất nhiều người ở đây trong nội tâm đều có loại suy nghĩ này, cho rằng nhân tộc biến thành hiện trạng như vậy, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì Dương Diệp không hành động. Người đều có tư tâm. Này giống như một người nghèo đột nhiên trúng số độc đắc, sau đó thân thích của hắn sẽ tới tìm hắn vay tiền, mà lý do bọn hắn vay tiền sẽ cực kỳ hiếm thấy, người có tiền, cho ta mượn chút thì như thế nào? Người có tiền như vậy, cho ta một chút lại như thế nào? Hơn nữa sau khi cho mượn, nếu như ngươi tìm hắn đòi, hắn sẽ nói tại sao ngươi như vậy, ngươi có tiền như vậy, còn muốn ta trả tiền. Mà bây giờ, ý nghĩ của những người này chính là, thực lực của Dương Diệp ngươi cường đại, nên cứu vớt nhân tộc, trợ giúp nhân tộc, vì nhân tộc mà chiến. Dương Liêm Xương quay người muốn rời đi, mà lúc này, một tiểu nữ hài đột nhiên đi tới trước mặt Dương Liêm Xương, Dương Liêm Xương dừng bước. Tiểu nữ hài nhìn Dương Liêm Xương. Ngày hôm qua, ta có một người bạn rất tốt, nàng gọi Tiểu Mai, nhưng khi chúng ta chạy tới đây, nàng chết rồi, cả gia tộc nàng đều chết hết. Dương Liêm Xương trầm mặc. Tiểu nữ hài lại nói. Nếu như đại ca ca ở đó, Tiểu Mai khẳng định sẽ không phải chết, đúng không? Dương Liêm Xương vuốt vuốt đầu nữ hài. Vậy ngươi biết không, rất nhiều bằng hữu của đại ca ca hắn cũng chết. Tiểu nữ hài giữ chặt váy của Dương Liêm Xương. Tỷ tỷ. Thế nhưng tiếp tục như vậy, còn có nhiều người hơn sẽ chết. Ngươi khuyên đại ca ca, để cho hắn giúp đỡ nhân tộc được không? Chỉ cần đại ca ca nói một câu, thì có thể làm cho rất nhiều người sống sót. Dương Liêm Xương trầm mặc. Lúc này, tiểu nữ hài từ trong lòng ngực lấy ra hai viên tiên tinh thạch đưa tới trước mặt Dương Liêm Xương. Đây là thời điểm trước khi mẫu thân chết cho ta có thể cho đại ca ca hết. Nhìn nữ hài trước mắt. Hốc mắt của Dương Liêm Xương đột nhiên có chút ẩm ướt. Dương Liêm Xương quay đầu, chỗ đó, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tiểu nữ hài chứng kiến Dương Diệp, nàng hiển nhiên có chút sợ hãi, trốn đến sau lưng Dương Liêm Xương, bất quá rất nhanh, nàng cố lấy dũng khí đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đưa hai viên tiên tinh thạch tới trước mặt Dương Diệp. Đại ca ca, đây là tất cả tài sản của ta rồi. Trong tràng. Những người kia đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp không xa, mỗi người đều lấy ra tất cả tiên tinh thạch trên người mình đặt ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này, một lão giả đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó chậm rãi quỳ xuống, theo lão giả này quỳ xuống, trong tràng vô số người quỳ xuống theo. Cầu xin, có lẽ là bởi vì cử động của nữ hài, làm cho mọi người có lòng trắc ẩn, giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều có một ý niệm, chính là hy vọng nhân tộc an toàn. Nước mất nhà tan. Nếu như nhân tộc thật sự diệt, những người bọn hắn coi như còn sống, cũng là dân chạy nạn. Dân chạy nạn. Bọn hắn không có lãnh hội qua loại tư vị này, nhưng bái kiến. Không có người hy vọng biến thành dân chạy nạn, mà bây giờ, có thể cứu vớt nhân tộc, chỉ có Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc. Ở bên cạnh hắn là Dương Liêm Xương, Dương Liêm Xương nhìn hắn, không nói gì. Dương Diệp không có tiếp tiên tinh thạch của nữ hài. Hắn nhìn Dương Liêm Xương. Đi theo ta, có chút việc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người biểu lộ lập tức đắng chát. Dương Liêm Xương thấp giọng thở dài, sau đó đi theo. Một chỗ không người, Dương Diệp dừng bước, sau đó nói. Xuất hiện một bất tử tộc, địa điểm ở di tích tiền sử, có thể điều tra lai lịch tộc này một chút, không nên phái người đi di tích tiền sử, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Bất tử tộc. Dương Liêm Xương nhíu mày. Ngươi thấy qua. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã xuất hiện, ngươi cần phải chú ý một chút, bất quá tạm thời đừng đi trêu chọc bọn hắn. Những người thần bí này, thực lực rất mạnh,
Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Ta sẽ chú ý. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ngươi thật mặc kệ nhân tộc sao? Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Liêm Sương đắng chát cười cười. Ngươi biết hiện tại nhân tộc đã chết bao nhiêu người sao? Ít nhất đã chết bốn thành. Bốn thành, những người này, mặc dù có rất nhiều là tự giết lẫn nhau mà chết, nhưng đại bộ phận đều là ngoại tộc giết chết. Nhân tộc hiện tại, thật rất thảm. Dương Diệp khẽ lắc đầu rời đi, Dương Liêm Sương muốn nói gì, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, sau đó nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao, ta căn bản không thích hợp đi lãnh đạo nhân tộc. Dương Diệp ta, tư nhân ân oán quá nhiều, đi lãnh đạo nhân tộc, những ân oán này sẽ rơi vào trên người nhân tộc. Ví dụ như, ta muốn tiêu diệt bách tộc, diệt hai đại gia, nhưng nếu như ta kéo nhân tộc, ngươi cảm thấy ta có thể làm được không? Không thể nào. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Người lãnh đạo nhân tộc, không thể có ân oán tư nhân, không thể không có nghĩa khí, mà Dương Diệp ta, không có khả năng buông những ân oán này. Nói xong, Dương Diệp đi xa. Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Như Dương Diệp nói, ân oán của hắn rất nhiều, mà tính cách của Dương Diệp cũng xác thực không thích hợp làm lĩnh tụ. Ca ca. Ngay lúc này, Thiên Tú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ân. Dương Diệp nhìn Thiên Tú. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Có lẽ, ngươi nên đi nhân tộc nhìn xem. Dương Diệp lắc đầu. Không muốn, Thiên Tú đột nhiên kéo tay của Dương Diệp lại. Coi như giúp ta đi xem, được không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vì cái gì? Thiên Tú nói khẽ. Cứ đi theo ta, được không? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Thiên Tú. Được. Tuy Thiên Tú có chút khác thường, nhưng hắn vẫn quyết định theo ý của nàng. Nghe vậy, Thiên Tú nhếch miệng cười cười. Cứ như vậy, Thiên Tú cùng Dương Diệp, Dương Liêm Sương đi ra hư linh đại lục, đi tới nhân giới. Mới vừa vào nhân giới, lông mày của Dương Diệp lập tức nhíu lại. Sát ý. Đi vào nhân giới, Dương Diệp lập tức cảm nhận được sát ý nồng nặc, cỗ sát ý này, tràn ngập ở giữa thiên địa. Đây đối với cá nhân hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng còn đối với nhân tộc mà nói, khả năng này không phải chuyện tốt gì rồi. Đi theo ta. Thiên Tú đột nhiên kéo tay của Dương Diệp đi về phía xa, Dương Liêm Sương đi theo. Rất nhanh, Thiên Tú mang theo Dương Diệp đi tới trước một cổ thành, thành không lớn, có thể dung nạp khoảng mấy trăm ngàn. Mà giờ khắc này, tòa thành này đã là một thành trống. Trong thành này, chỉ có thi thể, bạch cốt, máu tươi. Đặc biệt là máu tươi, máu me tựa như dòng suối, không ngừng từ trong thành chảy ra. Mà trong thành còn sót lại rất nhiều sát ý. Bất quá trước khi Dương Diệp đi vào tòa thành này, những sát ý còn sót lại kia lập tức tụ đến. Ngay lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía xa. Đi ra, yên lặng một cái chớp mắt, trong ngõ ngách, một tiểu nam hài đột nhiên rón ra rón rén đi ra. Tiểu nam hài quần áo rách dưới, hai tay nắm thật chặt, mà sau lưng hắn, còn có một tiểu nữ hài thấp hơn hắn một chút, sắc mặt tiểu nữ hài tái nhợt, hai tay chăm chú lôi kéo bàn tay bé trai. Mà ở cách tiểu nam hài cùng nữ hài không xa, chỗ đó là một đám chuột chết đi, cùng với một ít xương chuột. Ăn chuột. Lúc chú Ux tiểu nam hài này cùng tiểu nữ hài đang ăn chuột. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm Sương quay đầu lại, trong mắt ươn ướt. Dương Liêm Sương nàng cũng không phải người yếu đuối, nhưng mặc cho ai nhìn thấy một màn này, cũng sẽ không làm ngơ được. Nơi đây, đã không còn linh khí, trừ một tí sinh vật thấp kém, phàm là có năng lực. Đều sẽ rời đi, đi tìm địa phương có linh khí. Mà những người không có năng lực, chỉ có thể ở lại chỗ này. Không có linh khí, không có đồ ăn, bọn hắn chỉ có thể tìm một vài thực vật ăn đỡ đói. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên đi tới trước mặt tiểu nam hài cùng nữ hài. Tiểu nam hài chắn ở trước mặt nữ hài, bất quá trong mắt của nó tràn đầy e sợ, phải nói là khẩn cầu. Thời điểm Thiên Tú đi đến trước mặt hắn, tiểu nam hài đột nhiên quỳ xuống. Không, không, chúng ta không có hòn đá, không có hòn đá kia. Vừa nói, còn mãnh liệt dập đầu. Tảng đá. Chỉ dĩ nhiên là tiên tinh thạch. Thiên Tú nhìn về phía tiểu nữ hài sau lưng nam hài. Tiểu nữ hài khiếp khiếp nhìn Thiên Tú. Bất quá có lẽ bởi vì niên kỷ tương tự, tiểu nữ hài đối với Thiên Tú không quá đề phòng như vậy. Hai tay Thiên Tú đột nhiên nhấc lên,
Tiểu Nam Hải bị một cỗ lực lượng vô hình đỡ lên, ngay sau đó, một cái đùi cừu nướng xuất hiện ở trước mặt Tiểu Nam Hải cùng nữ hải. Ánh mắt Tiểu Nam Hải cùng Tiểu nữ hải nhìn chằm chằm đùi cừu nướng, ánh mắt dường như bị định trụ không thể rời đi. Ăn đi, Thiên Tú đột nhiên nói. Tiểu Nam Hải yết hầu lăn lăn, sau đó nhìn về phía Thiên Tú. Có thể chứ. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Được Thiên Tú cho phép, Tiểu Nam Hải cầm lấy đùi dê muốn ăn, bất quá hắn giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người đưa đùi dê tới trước mặt nữ hải. Niếp niếp ăn đi. Yết hầu của Tiểu nữ hải lăn lăn, sau đó cắn nhẹ, sau một khắc, ánh mắt của nàng sáng lên, thoáng qua, nàng bắt đầu điên cuồng gặm, bất quá nàng cũng không quên Tiểu Nam Hải. Mình ăn một miếng liền đưa cho Tiểu Nam Hải, đùi dê rất lớn, bởi vậy Tiểu Nam Hải cũng không có cự tuyệt, bất quá chỉ cắn một miếng nhỏ. Ăn một hồi, đột nhiên Tiểu nữ hải ho khan kịch liệt. Bị nghẹn. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Nam Hải lập tức khóc lên, hắn chạy tới trước mặt Dương Diệp quỳ xuống, sau đó mãnh liệt dập đầu, hiển nhiên hắn cho rằng trong này có độc. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cong ngón búng ra. Một tia tử khí xông vào trong cơ thể cô bé kia, thoáng qua, Tiểu nữ hải dần dần khôi phục bình thường. Dương Diệp quay người rời đi. Rời đi một hồi, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó nói. Liêm Sương, thông chi một chút, từ nay về sau, trong nhân giới, ngoại trừ nhân tộc, bách tộc có bao nhiêu người ở nhân giới, ta giết bấy nhiêu người. Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo vang vọng cả đại thiên vũ trụ. Giờ khắc này. Vô số cường giả ngẩng đầu, nhìn về nơi tiếng kiếm reo phát ra. Ở trong ánh mắt của vô số người, một ánh kiếm màu vàng óng xẹt qua tầng tầng tinh không, cuối cùng ánh kiếm kia xông vào nhân giới. Dương Diệp quay người, cách đó không xa, kiếm quang điện xạ đến, một nữ tử mặc váy tím đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, nữ tử váy tím chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một gối chậm rãi quỳ xuống. Kiếm thủ Nguyện Phụng Quân làm chủ. Nữ tử váy tím cứ như vậy lẳng lặng quỳ ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm thủ. Cô gái trước mắt này, chính là đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm. Giờ khắc này, trong thiên địa dường như cứng lại. Đạo giới, trong thâm cung, đạo tổ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn đột nhiên mở mắt. Nhận chủ. Phật giới. Trên kim liên, Phật tổ chắp tay. Kẻ này có thể chạm tổ rồi. Binh giới. Ánh mắt binh tổ nhìn về vị trí Dương Diệp. Vẫn là nhận chủ a. Ở trong mắt hắn, mang theo vẻ nghi hoặc, ngưng trọng. Đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm. Kiếm này, đủ để cho lão tổ kiêng kỵ. Nhân giới. Trước mặt Dương Diệp, nữ tử váy tím còn đang quỳ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vì sao? Nữ tử váy tím ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Phải cần lý do sao? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không cần biết ngươi là lý do gì. Bất quá, đối với ngươi nhận chủ, ta không chấp nhận. Vì sao? Nữ tử váy tím hỏi lại. Dương Diệp nói khẽ. Cá nhân ngươi ý niệm quá mạnh, trở thành kiếm của ta, sẽ kéo ta đi làm sự tình ngươi muốn, mà ta chính là ta sẽ không trở thành loại người trong lòng người khác muốn. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Kiếm. Kiếm thủ, đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm, hắn tự nhiên là động tâm. Nhưng không còn động tâm như trước. Thanh kiếm này, đã vượt ra phạm trù của kiếm, nàng có tư tưởng của mình, có linh hồn của mình, mà người cầm nàng, vô cùng có khả năng phải án lấy quy tắc của nàng đến xử sự. Đây là Dương Diệp hắn không muốn. Nhưng đúng lúc này, kiếm thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp nói khẽ. Vừa rồi ngươi thấy ta cứu nhân tộc, cho nên quyết định thần phục ta, mà nếu như có một ngày ta muốn đổ sát thiên hạ thì sao? Kiếm thủ trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Ta muốn, thực không phải nhân nghĩa kiếm, mà là sát lục chi kiếm. Thật có lỗi, người không hợp cách. Nói xong, Dương Diệp mang theo Thiên Tú cùng với Dương Liêm Sương quay người rời đi. Tại chỗ, chỉ còn kiếm thủ. Kiếm thủ đứng ở nơi đó, không nói một lời. Sát lục chi kiếm. Dương Diệp muốn không phải một thanh nhân nghĩa kiếm, bởi vì Dương Diệp hắn không phải chúa cứu thế. Mà hắn muốn. Là kiếm có thể cùng hắn chung một chỗ giết đối thủ, kiếm này, dĩ nhiên là kiếm linh cam nguyện vì hắn trở thành sát kiếm. Kiếm linh mới là kiếm lý tưởng nhất trong lòng Dương Diệp. Mà kiếm thủ, không phải. Dương Diệp hắn muốn cứu thế, kiếm linh sẽ theo hắn cứu thế,
mà Dương Diệp hắn muốn đổ sát thiên hạ, Kiếm Linh sẽ không chút do dự cùng hắn đổ sát thiên hạ. Kiếm thủ có thể làm được không? Trong mắt của Dương Diệp, là không làm được. Sau khi đám người Dương Diệp rời đi, một nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Người đến, đúng là Đinh Thược Dược. Ngoài ý muốn không? Đinh Thược Dược đi tới trước mặt kiếm thủ. Kiếm thủ trầm mặc. Đinh Thược Dược nói. Người cảm thấy người thần phục, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng người thật không ngờ, hắn cự tuyệt. Hơn nữa, cự tuyệt quyết đoán như thế. Vì cái gì? Kiếm thủ nhìn về phía Đinh Thược Dược. Bởi vì hắn là Dương Diệp. Đinh Thược Dược nói khẽ. Đây là một mưu nhân có tính khí, hắn nhìn thuận mắt, dù là một cây sắt vụn, hắn cũng sẽ coi là bảo, hắn nhìn không thuận mắt, coi như là vũ trụ chí bảo, hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Còn có một điểm, hắn rất niệm tình. Có ý tứ gì? Kiếm thủ lại hỏi. Đinh Thược Dược mỉm cười. Không nói cái này, kiếm thủ, ta lại hỏi ngươi, hôm nay thế đạo này, ngươi thật cảm thấy dựa vào nhân nghĩa có thể cứu thế. Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy thế đạo này, còn có thể cứu sao? Kiếm thủ trầm mặc. Đinh Thược Dược lại nói. Thế đạo này, người sợ là không cứu được, cũng không ai có thể cứu. Còn nữa, dọn sạch tâm tính của mình. Hiện tại Dương Diệp hắn không có ngươi, như cũ là Dương Diệp, như cũ là cường giả để cho đại thiên vũ trụ kiêng kỵ. Mà ngươi, bất quá là một thanh kiếm. Cho nên, nhanh lựa chọn đi. Nói xong, Đinh Thược Dược quay người rời đi. Tại chỗ, kiếm thủ trầm mặc như trước. Dương Diệp, Dương Liêm Sương còn có Thiên Tú cũng không hề rời nhân giới, sau khi thu xếp ổn thỏa tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài, Thiên Tú mang theo Dương Diệp đi tới Lâm Nhai Thánh Địa. Dưới Lâm Nhai Thánh Địa, có một tòa thành, Thiên Nhai Thành. Thiên Tú mang theo Dương Diệp đi tới Thiên Nhai Thành, giờ phút này, cửa thành Thiên Nhai Thành mở rộng ra, trong thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết. Thiên Tú quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca. Ngươi biết vì sao sát ý của mình có thể chứng tổ không? Dương Diệp nói. Vì sao? Thiên Tú mỉm cười. Bởi vì sát ý của ngươi đến từ đại thiên vũ trụ. Sát ý của ngươi có thể tăng lên, là bởi vì lúc ấy cá nhân người sát tâm đạt đến cực hạn, bất quá còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là, khi đó trong đại thiên vũ trụ lưu động sát ý cảm nhận được sát tâm của ngươi, chạy tới trước mặt ngươi, những sát ý này hội tụ thành dòng. Cuối cùng để cho ngươi sát ý chứng tổ. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Thiên Tú nói. Chúng sinh chi lực, sát ý của ngươi có thể chứng tổ, có thể nói một bộ phận nguyên nhân rất lớn là tụ tập sát ý của chúng sinh, cũng chính là chúng sinh chi lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía trong thành. Ca ca, ngươi là kiếm tu, tuân theo nội tâm của mình. Mà tâm của ngươi, cuối cùng là thiện, chỉ có điều, cái thiện này hữu hạn. Nhưng cái này cũng bình thường, không có người nào là trời sinh thánh nhân, trời sinh người tốt. Rất nhiều sự tình, người không nhìn thấy, đương nhiên sẽ không có lòng trắc ẩn, nhưng nhìn thấy, sẽ đi làm. Ví dụ như vừa rồi, tu hành, không phải là ngồi xuống bế quan, mà là nhìn nhân gian bách thái, ngộ nhân gian bách thái, nhận thức nhân gian bách thái. Nhìn nhân gian bách thái, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Thiên Nhai Thành, trầm mặc. Lúc này Thiên Tú lại nói. Ta cũng không nên cầu ngươi nhất định phải cứu nhân tộc, chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngàn vạn không lể trốn tránh, chân chính thuận theo bản tâm. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng đi vài bước, đột nhiên hắn bấm tay điểm ra. Ông! Một đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên, thoáng qua, đạo kiếm quang này xuất hiện ở trên không Thiên Nhai Thành. Lúc này... Dương Kiếm Sương đi vào Thiên Nhai Thành, Dương Liêm Sương nhìn bốn phía. Trong vòng nửa canh giờ, người của bách tộc cút khỏi nhân giới, trái lệnh, giết. Ngươi tính toán cọng lông. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên phải Dương Liêm Sương vang lên, ngay sau đó, một trung niên xuất hiện ở cách đó không xa. Cường giả yêu tộc. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí huyết sắc lóe lên, thoáng qua, đầu đại hán bay ra ngoài. Giờ khắc này. Trong thành đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp. Hiện tại cả đại thiên vũ trụ, ai không biết kiếm khí huyết sắc. Dương Diệp đến rồi. Giờ khắc này, trong Thiên Nhai Thành lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Liêm Sương lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Còn không mau cút đi. Không có trả lời. Suy 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 suy. Lúc này,
từng đạo kiếm quang huyết sắc tựa như bão táp từ ngoài thành tuôn vào, trong chốc lát, nội thành, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cùng lúc đó, vô số đầu người không ngừng bay vút lên, tình cảnh như vậy, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Lần này, những người ngoại tộc trong thành phản ứng lại, nhao nhao bỏ chạy. Ngắn ngủn hơn 10 hơi, trong thành không còn một người ngoại tộc nào. Mà vô số cường giả nhân tộc ở trong thành nhao nhao ra khỏi thành, ở chỗ không xa, ba người bóng lưng dần dần đi xa. Cầm đầu đúng là Dương Diệp toàn thân tản ra huyết quang. Ngoài thành, vô số người chậm rãi quỳ xuống. Rất nhanh, lời của Dương Diệp truyền khắp nhân tộc. Trong chớp mắt này, cả nhân giới sôi trào, Dương Diệp rốt cuộc xuất thủ rồi. Dương Diệp xuất thủ. Tin tức này, có thể nói làm cho cả nhân tộc sôi trào. Bây giờ nhân tộc, thật sự đã đến tuyệt cảnh, mà Dương Diệp xuất thủ, không thể nghi ngờ là đốt lên cho nhân tộc một ngọn lửa hy vọng. Mà bởi vì thủ đoạn thiết huyết của Dương Diệp, vô số cường giả bách tộc nhao nhao đi ra nhân giới, bất quá cũng có người chưa từ bỏ ý định, nhưng những người này, đều không thấy mặt trời ngày thứ hai. Cứ như vậy, nhân tộc xem như dần dần bình tĩnh lại. Nhưng rất nhanh lại có vấn đề mới xuất hiện, cái kia chính là nội bộ nhân tộc nội chiến. Không có kẻ thù bên ngoài, một ít thế lực lại động tiểu tâm tư, bắt đầu cướp đoạt linh khí cùng tiên tinh thạch. Bất quá lúc này, một thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện ở nhân tộc. Kiếm Minh. Sau khi thế lực này xuất hiện, phàm là thế lực dám đi cướp đoạt, đều trong một đêm bị diệt. Mà thế lực này, bắt đầu triệu tập cường giả nhân tộc, vô số cường giả nhao nhao gia nhập thế lực này. Sau khi thế lực này xuất hiện, bắt đầu chỉnh hợp cả nhân tộc. Thu người, phân phối, quy nạp, bồi dưỡng. Một loạt biện pháp làm cho nhân tộc trong thời gian thật ngắn chân chính bình tĩnh lại. Tổng bộ Kiếm Minh ngay ở Thiên Nhai Thành, bất quá giờ phút này, Thiên Nhai Thành đã đổi thành Kiếm Minh Thành. Ở ngoài Kiếm Minh Thành, có một pho tượng. Pho tượng là một thanh niên tay cầm trường kiếm, hai mắt khép hờ, tóc dài xõa vai, toàn thân tản ra hồng mang nhàn nhạt. Dương Diệp. Người này đúng là Dương Diệp. Kiếm Minh có thể trong thời gian thật ngắn gây dựng lại nhân tộc, để cho vô số cường giả gia nhập, nguyên nhân chủ yếu chính là pho tượng này. Sau lưng Kiếm Minh, là Dương Diệp. Mà bách tộc cũng rất biết điều, không có người tới gây sự. Cứ như vậy, Đại Thiên Vũ Trụ xuất hiện một đoạn thời gian bình tĩnh ngắn ngủi. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hư Linh Đại Lục. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn chính là Hồng Mông Tháp. Bên cạnh Dương Diệp là Thiên Tú trầm giọng nói. Ca ca, ngươi không phải tổ cảnh, hiện tại nếu để cho vật ấy tiến vào trong thức hải của ngươi, cùng ngươi chính thức hòa làm một thể, để cho ngươi nắm nó trong tay, với ngươi mà nói, vẫn có chút nguy hiểm. Ngươi xác định phải làm như vậy sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đến đi. Thiên Tú nhìn về phía Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp khẽ run lên, thoáng qua, nó trực tiếp hóa thành kim quang xông vào mi tâm của Dương Diệp. Một cỗ kim quang đột nhiên từ mi tâm của Dương Diệp bộc phát ra, thoáng qua, Dương Diệp bị một cỗ tử khí bao bọc. Nhưng đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hai mắt nàng híp lại. Độc Cô Tuyệt Thiên, rất xa trong vô tận hắc động, cánh cổng ánh sáng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cửa cuồn cuộn quét ra. Thoáng qua, từng đạo hắc ảnh từ trong quang môn hiện ra, chỉ chốc lát, gần 600 nữ tử xuất hiện ở trong hư không. 600 bất tử kỵ sĩ. Sau một khắc, 600 bất tử kỵ sĩ quay người quỳ xuống. Chỗ đó, một nữ tử đầu đội mặt nạ màu đen chậm rãi đi ra. Sau lưng nữ tử, là ba cây trường thương, hai bên hông là hai cây kiếm ngắn. Mà ở sau lưng, là một áo choàng rất dài. Ánh mắt nữ tử chậm rãi đảo qua bốn phía. Qua một lát, hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Sinh linh đại thiên vũ trụ hôm nay, thực rất yếu a. Sau lưng nữ tử, 600 bất tử kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, đầu hơi thấp, không nói một lời. Lúc này nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Truyền lệnh xuống, toàn bộ sinh linh trên đại thiên vũ trụ, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Lúc này, sau lưng nữ tử đeo mặt nạ. Một bất tử kỵ sĩ đột nhiên nói. Tôn thượng, vì sao cần người đầu hàng? Nữ tử đeo mặt nạ lạnh nhạt nói. Bất tử tộc ta trở lại đại thiên vũ trụ, tự nhiên phải sửa sang lại đại thiên vũ trụ một phen,
nếu như muốn chỉnh lý, tự nhiên cần một ít nô lệ. Đã minh bạch, bất tử kỵ sĩ kia khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tin tức bất tử tộc quay về Đại Thiên Vũ Trụ, rất nhanh truyền khắp cả Đại Thiên Vũ Trụ, nhưng đối với bất tử tộc, rất nhiều người đều mộng bức. Đặc biệt là bách tộc đối với bất tử tộc căn bản không hiểu. Ở bách tộc xem ra, bất tử tộc này, sợ là thế lực thần bí gì, bởi vậy căn bản không có quản bất tử tộc kia ra mệnh lệnh gì. Mà tam đại gia lại hoàn toàn khác biệt. Thời điểm bất tử tộc trở về, ba vị lão tổ của tam đại gia đã tụ họp lại với nhau, không biết đang thương lượng cái gì. Di tích tiền sử. Trong đại điện, nữ tử đeo mặt nạ ngồi ở chủ vị, ở phía dưới nàng là 600 bất tử kỵ sĩ, bên cạnh nàng cách đó không xa, là một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này, chính là thần bí nhân lúc trước cùng Dương Diệp có nhiều lần tiếp xúc. Trong điện trầm mặc hồi lâu, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên đứng lên. Xem ra phải giết gà dọa khỉ rồi. Hôm nay Đại Thiên Vũ Trụ, thế lực phương nào mạnh nhất? Tam đại gia. Hư ảnh kia nói. Đạo gia, Phật gia, binh gia. Nếu tôn thượng muốn lập uy, có thể diệt Phật gia cùng binh gia. Đạo gia tại sao? Nữ tử đeo mặt nạ quay đầu nhìn về phía hư ảnh. Hư ảnh nói. Đạo gia lão tổ không có bị thương, mà Phật gia cùng binh gia lão tổ là thân thể bị thương, muốn diệt sạch hai nhà này, dễ dàng hơn chút. Đương nhiên, dùng thực lực của tôn thượng, ba nhà tề tụ cũng không có gì. Bất quá lúc này tôn thượng cùng chư vị vừa thức tỉnh, thân thể còn chưa chính thức khôi phục, bất tử chi lực trong cơ thể cũng không có đạt tới đỉnh phong, cho nên chúng ta cần cẩn thận chút. Cẩn thận! Nữ tử đeo mặt nạ lạnh nhạt nói. Thế nào, ở Đại Thiên Vũ Trụ ẩn núp nhiều năm như vậy, đường đường Diêm Điện Đại Hộ Pháp cũng biến thành không có can đảm như thế rồi hả? Hư ảnh khẽ lắc đầu. Tôn thượng, tuy hư linh tộc đã vong, nhưng sinh linh nơi đây cũng không phải đơn giản như vậy. Cá nhân ta đề nghị, chúng ta vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Không nên dẫm vào vết xe đổ năm đó. Năm đó, nghe được hai chữ này, nữ tử đeo mặt nạ không biết nghĩ tới cái gì, một cỗ khí thức âm hàn lan ra bốn phía, thoáng qua, toàn bộ di tích tiền sử lạnh xuống. Hư linh nữ, hai mắt nữ tử đeo mặt nạ chậm rãi đóng lại. Mặc dù là địch thủ, nhưng người này, xác thực là một nhân vật, loại nhân vật này, cả vũ trụ lại có thể ra bao nhiêu. Nói xong, nàng chậm rãi đi ra ngoài đại điện. Ở sau lưng, là 600 bất tử kỵ sĩ. Mà lúc này, thanh âm nàng từ điện ngoài truyền tới. Đến 100 là đủ. Rất nhanh, 500 bất tử kỵ sĩ ở lại. Trong điện, hư ảnh khẽ lắc đầu, không nói gì. Hắn đến nay cũng không thể quên hai người, một cái là nam tử cụt tay kia, còn có một, là trung niên áo bào trắng. Đặc biệt là người kia, thực lực thật phải nói thâm bất khả chắc. Phật gia. Ngày hôm nay, nguyên bản trời quang mây tạnh, nhưng trên không Phật giới đột nhiên tối xuống, thoáng qua, 100 người đeo trường thương xuất hiện. Nữ tử cưỡi nanh ác yêu thú xuất hiện ở trên không Phật giới, cầm đầu đúng là nữ tử đeo mặt nạ. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ bốn phía Phật giới phóng lên trời, thoáng qua, một Phật ảnh màu vàng to lớn xuất hiện ở trước mặt đám người nữ tử đeo mặt nạ. Phật ảnh này, đúng là hình ảnh của Phật tổ. Cũng không phải bản thể. Hình ảnh Phật tổ nhìn thoáng qua đám người nữ tử đeo mặt nạ, đang muốn nói, ngay lúc này, sau lưng nữ tử đeo mặt nạ, một cây trường thương phóng lên trời, thoáng qua. Xuy, hình ảnh Phật tổ bị vỡ nát. Nữ tử đeo mặt nạ tay phải vung lên. Không cần người sống. Không cần sống người. Ở sau lưng, 100 bất tử kỵ sĩ vọt xuống. Thoáng qua, từng đạo thương ảnh tựa như mưa sao lập lòe ở trong Phật gia. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng đúng lúc này, một cự thủ màu vàng đột nhiên từ trong đám mây dò ra, thoáng qua, cự thủ này bay thẳng đến nữ tử đeo mặt nạ. Nữ tử đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, một cây trường thương từ sau lưng nàng phóng lên trời, thoáng qua, nữ tử đeo mặt nạ đã xuất hiện ở sau lưng thanh trường thương, nàng nắm trường thương mãnh liệt đâm một cái. Một nhát này, cự thủ kia trực tiếp nổ tung. Thoáng qua, trường thương trong tay mãnh liệt ném một cái. Bên ngoài mấy ngàn trượng. Xuy 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 xuy. Bốn thánh nhân Phật gia bị một phát này đâm thủng thân thể, bốn thánh nhân vẫn lạc tại chỗ. Một thương miểu sát bốn vị thánh nhân. Nhưng đúng lúc này, một đạo Phật quang đột nhiên từ lòng đất Phật giới phóng lên trời,
Thoáng qua, vô số Phật quang đánh về phía nữ tử đeo mặt nạ cùng bất tử kỵ sĩ sau lưng nàng đám. Phật quang cường đại tầng tầng lớp lớp quét về phía nữ tử đeo mặt nạ, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho Phật giới trở nên hư ảo. Khóe miệng nữ tử đeo mặt nạ cười lạnh, hai tay đặt ở trên hai thanh kiếm bên hông, thoáng qua, hai tay mãnh liệt rút kiếm, sau đó ném một cái. Xuy xuy, hai đạo kiếm quang uyển như sao băng, bay vào trong Phật quang. Yên lặng một cái chớp mắt. Rầm rầm, ở trong mắt của tất cả mọi người, hai đạo kiếm quang chém nát Phật quang, thoáng qua, hai đạo kiếm quang xông vào lòng đất. Rầm rầm, sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ vang, ngay sau đó, cả Phật giới bắt đầu rung động kịch liệt. Vỡ nát. Cả Phật giới bắt đầu vỡ nát, tựa như đồ sứ lọt vào trọng kích, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Nhưng đúng lúc này, gần nghìn đệ tử Phật gia đột nhiên kích bắn về phía chân trời. Chón. Nữ tử đeo mặt nạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám đệ tử Phật gia kia, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một lão giả đạo bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử đeo mặt nạ. Lão giả đạo bào. Đạo tổ không nói gì, hắn bấm tay điểm ra, một điểm này, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên nổi lên rung động, thoáng qua, ba sợi khí lưu màu xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử đeo mặt nạ. Rầm rầm rầm. Ba sợi khí lưu màu xanh hóa thành ba luồng sáng xanh nổ tung. Lực lượng cường đại chấn nữ tử đeo mặt nạ đến mấy nghìn trượng, đúng lúc này, đạo tổ bước ra một bước, phất trần nhẹ nhàng quét qua. Xuy. Trong chốc lát, cả thiên địa trở nên hư ảo trong suốt. Ầm. Nữ tử đeo lô mặt nạ lập tức bị đánh bay gần nghìn trượng. Nhưng đạo tổ không dừng tay, lại bước ra một bước này, dưới chân sinh bạch sắc liên hoa, thời điểm hoa sen xu cất hiện, cả Phật giới đột nhiên xuất hiện vô số bạch sắc liên hoa. Chuẩn xác mà nói là, cả Phật giới biến thành một hồ nước, có vô số hoa sen. Lúc này, đạo tổ nhẹ nhàng kết thủ ấn. Liên sinh giới. Nói xong. Ầm. Đóa đóa hoa sen đột nhiên nở rộ, thoáng qua, cả Phật giới đột nhiên nổ tung, nữ tử đeo mặt nạ cùng 100 bất tử kỵ sĩ ở sau lưng bị chấn vào trong vũ trụ. Nhưng ngay lúc này, một đạo ánh sáng âm u từ trong tinh không điện xạ xuống, thoáng qua, một cây trường thương xuất hiện ở trước mặt đạo tổ. Phất trần trong tay đạo tổ vung ra. Ầm. Cả hai vừa mới tiếp xúc, trực tiếp nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét ra, những nơi đi qua, không gian mai một. Giờ khắc này, đạo tổ bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Thoáng qua, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của đạo tổ, hai tay nắm một thanh trường thương chĩa về phía đỉnh đầu đạo tổ cắm xuống. Xuy. Phía dưới, mặt đất trực tiếp vỡ nát ra. Vô số khói bụi phóng lên trời. Nhưng đúng lúc này, hai mắt đạo tổ chậm rãi đóng lại. Đạo pháp tự nhiên. Nói xong. Xuy. Trường thương xuyên qua đỉnh đầu đạo tổ, nhưng đạo tổ một chút việc cũng không có. Cùng lúc đó, trong tràng đột nhiên rung động kịch liệt, tựa như địa chấn. Ngay sau đó, từng đạo lực lượng mắt thường căn bản không thấy được điên cuồng lao về phía nữ tử đeo mặt nạ. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng nổ vang vang lên. Nữ tử đeo mặt nạ bị chấn đến mấy vạn trượng. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, tay phải nàng cầm một thanh trường thương chĩa về phía trước mặt. Tan vỡ. Ầm. Một vòng sáng màu đen dùng nàng làm trung tâm, sau đó khuếch trương về bốn phía, những nơi vòng sáng màu đen đi qua, hết thảy đều bị cắn nuốt. Một vòng sáng màu đen dùng nàng làm trung tâm, sau đó khuếch trương về bốn phía, những nơi vòng sáng màu đen đi qua. Hết thảy đều bị cắn nuốt. Rầm rầm rầm. Trong tràng, từng âm thanh nổ vang rung trời không ngừng vang lên. Mà lúc này, đạo tổ đột nhiên bóp thủ quyết. Vạn vật quy nguyên. Theo đạo tổ nói xong, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng kia thả ra vòng sáng màu đen cũng theo đó ngừng lại. Không chỉ như thế, không gian chung quanh nguyên bản tan vỡ ở thời khắc này đột nhiên phục hồi như cũ. Kinh khủng hơn là, đại địa phía dưới vốn mai một cũng ở thời khắc này phục hồi như cũ. Nhưng đúng lúc này, đạo tổ đột nhiên nhẹ giọng nói. Vạn vật tịch diệt. Âm thanh vừa ra. Ầm. Trong tràng hết thảy đột nhiên nổ tung, hóa thành một màu đen kịt. Một khắc sau. Trong tràng chỉ còn nữ tử đeo mặt nạ, mà sau lưng nàng, là các bất tử kỵ sĩ. Đạo tổ đã không còn. Nữ tử đeo mặt nạ nhìn tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Người này là người phương nào? Đạo tổ. Lúc này,
một hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Đạo gia đạo tổ, trong ba vị lão tổ, một vị duy nhất không có thụ thương. Hai tay nữ tử đeo mặt nạ vẫy một cái, hai chuôi kiếm đột nhiên bay về tới eo nàng, nàng lần nữa nhìn lướt qua vị trí đạo tổ rời đi. Có chút ý tứ, thời điểm nguyên thần ta phục hồi như cũ, trước giết người này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mới đi vài bước, nàng dừng lại. Nghe nói, đã từng có năm vị lão tổ vây giết qua một nam tử cụt tay. Hư ảnh nhẹ gật đầu. Nam tử cụt tay kia dùng sức một mình bị thương nặng năm tổ cảnh. Nữ tử đeo mặt nạ lại hỏi. Vâng. Hư ảnh lại nói. Nữ tử đeo mặt nạ lạnh nhạt nói. Bất quá là trọng thương, xem ra, cũng chỉ như vậy. Nói xong nàng bước nhanh đi xa. Nhưng đúng lúc này, hư ảnh kia đột nhiên lại nói. Hắn lúc đó, thân thể bị thương, thực lực còn bất quá chừng năm thành. Hơn nữa người này có ý muốn chết, nếu không phải như vậy, sợ là năm vị tổ cảnh kia giết không được hắn. Nghe vậy, nữ tử đeo mặt nạ ngừng lại, trầm mặc một cái chớp mắt, cô gái nói. Tính là một nhân vật. Nói xong, nàng biến mất ngay tại chỗ. Phật gia không còn rồi. Tuy Phật tổ kia không chết, hơn nữa mang đi một ít đệ tử hạch tâm của Phật gia, nhưng Phật giới ở trong trận đại chiến kia bị hủy, vô số tín đồ Phật gia bị diệt. Chuyện của Phật giới rất nhanh truyền khắp cả đại thiên vũ trụ. Giờ khắc này, sinh linh của đại thiên vũ trụ đều biết một tộc. Bất tử tộc. Sau khi bất tử tộc diệt Phật gia, cũng không dừng tay, mà đi tới binh giới. Bất quá giờ phút này, binh giới đã không có người nào. Minh tổ ở sau khi Phật giới gặp chuyện không may, liền nhanh chóng di rời đệ tử binh giới đến đạo giới, bất quá trong binh giới còn có một chút người bình thường. Mà những người này, đều bị giết. Binh giới cũng như Phật giới hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, bách tộc của đại thiên vũ trụ bắt đầu sợ hãi. Di tích tiền sử. Nữ tử đeo mặt nạ, chuẩn xác mà nói là Độc Cô Chiến Tuyệt, giờ phút cày. Độc Cô Chiến Tuyệt đi bộ tới một quảng trường, ở trước mặt nàng không xa, có ngũ linh. Hỏa linh, thủy linh, mộc linh, kim linh, cùng với thổ linh. Khai tay Độc Cô Chiến Tuyệt hư chiêu, trong chốc lát, ngũ linh bắt đầu xoay tròn. Theo ngũ linh xoay tròn, ở trong vô tận hắc động đột nhiên tuôn ra rất nhiều linh khí, những linh khí này hội tụ thành một dòng lũ lớn, sau đó vọt về phía tiền sử đại lục. Không đến một hồi, toàn bộ tiền sử đại lục tràn đầy linh khí. Không chỉ như thế, linh khí nơi này, đầy đủ trước nay chưa có. Ngay lúc này, một người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện ở cách Độc Cô Chiến Tuyệt không xa. Trước ngực của người áo đen, có thêu một chữ thiên, nho nhỏ. Người này, là người thần bí lúc trước Tiểu Bạch cảm thấy rất gần gũi kia. Người áo đen chậm rãi đi tới trước mặt Độc Cô Chiến Tuyệt. Nguyên lai không có cái gọi là thời đại mạt pháp gì, linh khí của đại thiên vũ trụ. Là bị bất tử tộc ngươi cưỡng ép lấy đi. Độc Cô Chiến Tuyệt quan sát người áo đen một chút, sau đó nói. Có ý tứ, nguyên lai là đại thiên vũ trụ chi linh. Trả lời vấn đề của ta. Người áo đen nói. Khóe miệng Độc Cô Chiến Tuyệt hơi cuộn lên. Ngươi sai rồi, thời đại mạt pháp, thật sự có, bất quá thời đại mạt pháp của đại thiên vũ trụ, còn một kỷ nguyên nữa mới đến. Trước khi kỷ nguyên kia đến, linh khí cùng sinh linh nơi này. Đủ để cho tộc ta tiếp tục sinh tồn rồi. Đương nhiên, vì phục sinh tộc nhân của ta, bất tử tộc ta sớm rút lấy một ít linh khí của đại thiên vũ trụ. Đương nhiên, người có thể yên tâm, hiện tại chúng ta còn không muốn diệt vùng vũ trụ này. Lúc này, người áo đen đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa đột nhiên đen kịt một màu. Mà thời điểm người áo đen biến mất, sau lưng Độc Cô Chiến Tuyệt, một cây trường thương phóng lên trời, một thương này. Như xé cái gì, trong tràng vang lên một âm thanh the thé chói tai. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, trong tràng khôi phục bình thường. Giờ phút này, người áo đen kia đã ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Ở bên cạnh Độc Cô Chiến Tuyệt, cắm nghiêng một cây trường thương. Độc Cô Chiến Tuyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua người áo đen kia. Không sai, so với một ít vũ trụ chi linh trước đó ta gặp qua thì lớn mạnh hơn một chút. Bất quá cũng chỉ mạnh mẽ hơn một ít mà thôi. Nói xong, tay phải vung lên, trong chốc lát, cây trường thương ở bên cạnh nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng âm u bắn về phía vũ trụ chi linh. Nhưng đúng lúc này, cả người vũ trụ chi linh hư không tiêu thất rồi.
Độc Cô Chiến Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau lưng nàng, những bất tử kỵ sĩ kia muốn đuổi theo, bất quá nàng lắc đầu. Không cần. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rời đi không có vài bước, nàng lại dừng lại. Ta biết các ngươi suy nghĩ, đi đi. Bất quá trừ thiên địa linh vật cùng linh chủ ra, thiên địa linh vật cùng linh chủ không được giết. Đa tạ tôn thượng. Sau lưng Độc Cô Chiến Tuyệt, đám bất tử kỵ sĩ kia đại hỉ, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Lực lượng của bất tử tộc, ngoại trừ linh khí, còn có một thứ, cái kia chính là tử khí. Các nàng có thể hấp thu tử khí càng nhiều, các nàng càng cường đại. Mà tử khí hình thành như thế nào? Tự nhiên là người chết. Đối với bất tử tộc mà nói, sinh linh của đại thiên vũ trụ, chính là con mồi của bọn hắn. Hư linh đại lục. Trong Hồng Mông Tháp, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng không ổn định, chuẩn xác mà nói là có chút cuồng bạo. Mi tâm hắn, một tòa tiểu tháp lúc ẩn lúc hiện. Hắn không có sao chứ? Bên cạnh Dương Diệp không xa, Dương Liêm Sương nhìn về phía Thiên Tú. Đối với Thiên Tú, Dương Liêm Sương có hiếu kỳ, đương nhiên, cũng có kiêng kỵ. Tiểu cô nương này cho nàng cảm giác quá đặc thù rồi. Thiên Tú nói. Không biết. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Thiên Tú. Ngươi có thể giúp hắn không? Thiên Tú nói khẽ. Loại sự tình này, chính hắn đến mới tốt. Vì sao? Dương Liêm Sương khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Nếu hắn có thể tự mình chinh phục tiểu tháp, đây đối với hắn ngày sau khống chế tiểu tháp, có trợ giúp rất lớn. Nếu như dựa vào người khác hỗ trợ, cuối cùng là có chút tệ đoan. Đã minh bạch. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Cứ như vậy, theo thời gian từng chút trôi qua, trong tháp, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng cuồng bạo. Loại cuồng bạo này, làm cho đám người Dương Liêm Sương càng bất an. Có chút giống nhập ma. Bất quá Thiên Tú không quá lo lắng. Tâm cảnh của Dương Diệp là hoàn toàn không có vấn đề, dù cho nhập ma, đó cũng là tuân theo bản tâm. Bản tâm của Dương Diệp vốn đã có chút phong ma nha. Hơn nữa, hắn còn kiếm tâm thông minh. Ba ngày sau, tiểu tháp ở mi tâm của Dương Diệp đột nhiên cứng lại, không có biến mất. Một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, khí thế cường đại đủ để phá hủy hết thảy. Nhưng đúng lúc này, Thiên Tú đang nướng đùi dê đột nhiên vung tay lên. Chỉ vung lên như vậy, Dương Diệp thả ra khí thế biến mất vô ảnh vô tung. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lúc này, Dương Diệp đứng lên, hắn thở một hơi thật dài, sau đó đi tới trước mặt Thiên Tú, Thiên Tú đưa đùi dê trong tay cho Dương Diệp. Ca ca ăn. Dương Diệp tiếp nhận đùi dê, hai ba cái liền ăn sạch. Cảm giác như thế nào? Thiên Tú hỏi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó tâm niệm vừa động, trong chốc lát, một tiểu tháp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Tiểu tháp cứ như vậy treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Dương Diệp biến thành trắng bệch, điều này làm cho Dương Diệp không thể không vội vàng thu hồi Hồng Mông Tháp. Bảo vật này không tệ. Lúc này Thiên Tú đột nhiên nói. Trong lịch sử đại thiên vũ trụ, cũng có thể sắp xếp trước năm. Dùng thực lực của ca ca bây giờ, muốn triệt để nắm nó trong tay, có chút khó khăn. Bất quá, hiện tại bảo vật này coi như một lá bùa hộ thân của ngươi. Lưu ở thời điểm mấu chốt dùng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hiện tại Hồng Mông Tháp đã cùng hắn hòa làm một thể, chân chính hòa làm một thể, hắn cũng có thể khống chế Hồng Mông Tháp, nhưng tiêu hao quá dọa người. Không đến vạn nhất, hắn sẽ không dùng Hồng Mông Tháp. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên đứng lên, nàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, sau đó nói. Ca ca, ta phải đi rồi. Đi. Dương Diệp nhìn Thiên Tú. Thiên Tú. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Hắn cảm giác Thiên Tú có cái gì rất không đúng. Thiên Tú nói khẽ. Ta muốn đi một chỗ tìm về đồ vật từng là của ta. Ta đi với ngươi. Dương Diệp nói. Thiên Tú lắc đầu. Hiện tại ca ca không thể rời đi nơi này. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Ca ca, chỗ này, từng là nhà của ta, mà ở chỗ này, còn có vô số vong hồn của thân nhân ta, hiện tại. Ta vẫn không thể tỉnh lại bọn hắn, ca ca, người giúp ta thủ hộ chỗ này, cũng giúp ta thủ hộ vong hồn của bọn họ, được không? Nhà, hư linh đại lục, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. A Tú ngươi càng ngày càng thần bí. Thiên Tú mỉm cười. Ta vẫn là A Tú kia.
Dương Diệp đứng dậy đi tới trước mặt Thiên Tú, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Được, ta chờ ngươi trở lại. Thiên Tú nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Tú nhẹ nhàng gật đầu. Ca ca bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đưa Thiên Tú ra ngoài thành, Thiên Tú quay người nhìn thoáng qua Hư Linh Thành. Chờ ta trở về. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất ở chân trời. Tốc độ cực nhanh, Dương Diệp cũng không nhìn rõ ràng. Lúc này, Dương Liêm Sương đi tới bên cạnh Dương Diệp. Nàng thật mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Rất mạnh. Hiện tại Thiên Tú cho hắn cảm giác, chính là thâm bất khả chắc, chân chính thâm bất khả chắc, cho dù những lão tổ kia cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Tiểu cô nương này, quá thần bí rồi. Dương Diệp lắc đầu, đang muốn ly khai, lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Phật gia cùng binh gia bị diệt, hai vị lão tổ mang theo đệ tử hạch tâm còn sót lại chạy trốn tới đạo gia. Là bất tử tộc làm. Bất tử tộc. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Phật gia cùng binh gia cũng không có ngăn trở được bọn hắn. Dương Liêm Sương lắc đầu. Không ngăn được. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Dương Liêm Sương lại nói. Trừ lần đó ra, còn có một ít cường giả thần bí đột nhiên ở các nơi bốn phía chém giết, những cường giả này, chỉ giết người, không đoạt bảo. Bọn hắn cũng là bất tử tộc. Hơn nữa, thực lực của những người này cực kỳ cường đại, thánh nhân ở trước mặt bọn họ hoàn toàn chưa đủ nhìn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ muốn thấy binh gia cùng Phật gia chết hết. Ta muốn đi thần tộc một chuyến, nơi đây ngươi cẩn thận chút. Nói xong, Dương Diệp muốn rời đi. Nếu như thần tộc không trả Tiểu Bạch về. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Dương Diệp dừng bước lại. Năm đó chuyện tình bách tộc không làm được, vậy để Dương Diệp ta làm, ta có thể bảo đảm, thần tộc sẽ bị ta giết sạch sẽ, một người cũng không lưu. Thích Thiên. Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Hắn là thứ gì? Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Nếu Tiểu Bạch mất một cọng lông, ta muốn thần tộc cả tộc chôn cùng. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Mà thời điểm Dương Diệp vừa phải ly khai Hư Linh Đại Lục, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong trời sao bắn về phía Hư Linh Đại Lục. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp nhíu mày, hắn đứng ở trong đám mây. Rất nhanh, đạo hắc ảnh kia đã đi tới đỉnh đầu hắn. Khi thấy đối phương, lông mày Dương Diệp nhíu sâu hơn. Bất tử kỵ sĩ. Người tới, đúng là bất tử kỵ sĩ lúc trước hắn đã gặp. Không nói gì, tay Dương Diệp có chút run lên. Ông theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang phóng lên trời, đạo kiếm quang này trực tiếp bức ngừng bất tử kỵ sĩ ở chân trời kia. Vừa dừng lại, bất tử kỵ sĩ mãnh liệt rút ra trường thương đâm xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, huyết kiếm của Dương Diệp bay ngược về, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau huyết kiếm, hắn duỗi tay nắm lấy huyết kiếm lóe lên một cái, mang theo kiếm quang bổ về phía bất tử kỵ sĩ. Ầm. Bất tử kỵ sĩ bị Dương Diệp chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nhưng đúng lúc này, cả người Dương Diệp hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng của bất tử kỵ sĩ, thoáng qua, huyết kiếm trong tay hắn đã chống đỡ ở sau lưng của bất tử kỵ sĩ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, một kiếm này của hắn bay vào sau lưng đối phương, một kiếm xuyên tim. Mà lúc này, bất tử kỵ sĩ kia trở tay cho Dương Diệp một thương. Ầm. Dương Diệp lấy kiếm ngăn cản, lực lượng cường đại làm cho hắn bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Sau khi Dương Diệp dừng lại, thần sắc hắn càng ngưng trọng. Bởi vì cách đó không xa, bất tử kỵ sĩ kia còn rất tốt. Đối phương còn sống rất tốt, mà ở sau lưng đối phương, kiếm động đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sự bất tử. Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh. Ông! Một đạo kiếm quang huyết sắc bắn nhanh ra. Cách đó không xa, hai mắt bất tử kỵ sĩ kia híp lại, tay nắm trường thương mãnh liệt bổ xuống. Một bổ này, trực tiếp bổ vào trên kiếm quang huyết sắc của Dương Diệp. Ầm. Một cỗ sóng khí đột nhiên bạo phát, bất tử kỵ sĩ bị chấn bay ra ngoài. Thời điểm Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, bất tử kỵ sĩ kia đột nhiên huýt sáo, thoáng qua, không gian trước mặt run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một yêu thú từ trong đó chui ra. Nanh ác. Bất tử kỵ sĩ thả người bay lên, trực tiếp rơi vào trên người nanh ác,
lần này khí thế của bất tử kỵ sĩ không giống trước. Nếu như nói lúc trước khí thế của bất tử kỵ sĩ kia là hổ, vậy bây giờ chính là long. Biến hóa về chất. Giết. Lúc này, bất tử kỵ sĩ kia đột nhiên hét giận dữ, thoáng qua, một đạo ánh sáng âm u lóe lên. Ầm. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài, bất quá ở trong chớp mắt kia, từng đạo kiếm quang huyết sắc không ngừng hiện ra, những kiếm quang này bao trùm cả chân trời. Phá. Trong kiếm quang huyết sắc, đột nhiên vang lên thanh âm của bất tử kỵ sĩ, thoáng qua, một cây trường thương phá không bay ra. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp bước ra một bước, sau một khắc, cả người hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào trường thương. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, bất tử kỵ sĩ cùng nanh ác bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, Dương Diệp tay cầm huyết kiếm ném một cái. Xuy. Một đạo kiếm quang lóe lên, cách đó không xa, một thanh huyết kiếm cắm vào ngực nữ tử, lực lượng cường đại đánh bay nàng kia, sau khi đánh bay mấy ngàn trượng, huyết kiếm đinh nàng kia ở trên mặt đất. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người bắn ra, bất quá nanh ác đột nhiên thả người bay lên, đánh về phía hắn. Dương Diệp không có trốn tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này, trực tiếp đánh vào trên đầu nanh ác, sau một khắc, nanh ác bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này, bất tử kỵ sĩ kia đột nhiên đứng lên, miệng vết thương đã không thấy. Cảm nhận được một màn này, lông mày Dương Diệp lần nữa nhíu lại. Thật sự giết không chết. Dương Diệp không tin tà, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng bất tử kỵ sĩ thả người bay lên, rơi vào trên lưng nanh ác, thoáng qua, nanh ác mang theo bất tử kỵ sĩ quay người biến mất ở cuối chân trời. Chờ đấy. Cuối chân trời, truyền đến thanh âm của bất tử kỵ sĩ. Tại chỗ, Dương Diệp chau mày, những bất tử kỵ sĩ kia quá tà môn. Vừa rồi hai kiếm kia, có thể nói là kiếm kiếm chí mạng, nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác không có việc gì. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng bất tử gì, nếu quả thật giết không chết, đây chẳng phải là vô địch. Bất tử thể. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên ở bên cạnh Dương Diệp vang lên. Dương Diệp quay đầu, người tới không phải người khác, đúng là đạo tổ. Đạo tổ chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Diệp. Những cô gái này, đều có một loại thể chất đặc thù, chính là bất tử thể, loại thể chất này hết sức khó gặp, chỗ đặc thù chính là, khó có thể chết. Nếu như thêm hậu thiên bồi dưỡng, sẽ càng thêm kinh khủng, trừ khi có được thực lực tuyệt đối, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy sinh cơ của các nàng, bằng không các nàng có thể khôi phục. Hơn nữa, mặc kệ bị thương bao nhiêu, chỉ cần thần hồn vẫn còn, các nàng đều có thể dùng tử khí khôi phục thân thể của mình. Dương Diệp nói, tiền bối hiểu rất rõ bất tử tộc này. Đạo tổ nói khẽ, điều tra qua, tiền bối tới tìm ta, có việc gì sao? Dương Diệp hỏi. Đạo tổ nhìn về phía Dương Diệp. Có oán ta không? Dương Diệp lắc đầu. Người không giúp ta, ta liền oán người, như vậy Dương Diệp ta thành người gì? Tuy hai nhà còn lại cùng ta có huyết hải thâm cừu, nhưng đạo gia không có mắc nợ ta cái gì. Trong mắt đạo tổ hiện lên vẻ phức tạp, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nói. Lúc này đây tới tìm ngươi, là muốn cùng thương thảo một ít chuyện, cũng chính là chuyện của bất tử tộc. Ngươi bây giờ hẳn cũng biết. Phật gia và binh gia đã cùng đạo gia ta kết minh, chúng ta muốn kéo thêm ngươi và bách tộc, chung một chỗ đối kháng bất tử tộc, ta. Dương Diệp lắc đầu. Ta cự tuyệt. Vì sao? Đạo tổ trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn đạo tổ. Nếu như bất tử tộc không thể diệt bách tộc cùng hai đại gia, ta tới, cho dù bọn họ có thể, ta cũng sẽ tới. Ta cùng với bất tử tộc không có cửu hận quá lớn, nhưng dù cho có cửu hận. Dù kết quả sau cùng là mọi người ngọc thạch câu phần, ta cũng sẽ ở trước đó, trước diệt Phật gia, binh gia còn có bách tộc. Nửa đời sau của Dương Diệp ta, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn giết người, giết tới đôi mắt này khôi phục mới thôi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Cùng bách tộc và hai đại gia liên minh. Với Dương Diệp mà nói, đạo tổ nói chính là một chuyện cười. Cái gì vũ trụ an nguy, cái gì vũ trụ tương lai. Liên quan quái gì tới Dương Diệp hắn? Với hắn mà nói, nửa đời sau của hắn chuyện trọng yếu nhất không phải chứng tổ, mà là giết người, vì cha còn có những huynh đệ kia báo thù. Dù đại thiên vũ trụ mất, Dương Diệp hắn vẫn chọn trả thù. Cách đó không xa, đạo tổ khe khẽ thở dài. Kỳ thật, hắn đã dự liệu được. Tinh khí của Dương Diệp, hắn vẫn biết một chút, muốn hắn đứng ở bên tam đại gia cùng bách tộc, căn bản chuyện không thể nào.
Mà sự thật cũng như thế, Dương Diệp cự tuyệt. Cự tuyệt không chút do dự. Đạo tổ lần nữa lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Nếu như Dương Diệp nguyện ý đứng ở bên bách tộc, muốn đối kháng bất tử tộc, vẫn có cơ hội rất lớn. Vì đám người bên Dương Diệp kia, mỗi cái không phải ngồi không. Bất quá đáng tiếc, Dương Diệp không bỏ xuống được cừu hận. Đạo tổ cũng đành chịu, không có cách nào. Sau khi Dương Diệp chia tay đạo tổ, hắn tiến vào trong tinh không mịt mờ, xuyên qua tinh hà mờ mịt, Dương Diệp đi tới một đại lục này, hiện tại tên là Thần Vực. Thần Vực, cái này là địa bàn mới của thần tộc, sau khi Thích Thiên phục sinh, liền rời mọi người thần tộc đến nơi này. Đối với thần tộc, cần phải có một ngôi nhà, có một nơi quy túc, như thế mới có thể phát triển, chân chính ngóc đầu trở lại. Một đạo kiếm quang huyết sắc xuất hiện ở trên không thần vực, thoáng qua, đạo kiếm quang kia chui vào trong cổ thành. Thiên vực thành. Cái này là thần đô bây giờ của thần tộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thần đô, giờ phút này, vô số cường giả thần tộc từ trong thành nhảy ra, không đến một hồi, 20 người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Toàn bộ là thánh nhân. Trong đó nhiều cái đã từng cùng Dương Diệp gặp mặt. Nhìn thấy là Dương Diệp, sắc mặt những người kia hơi trầm xuống. Dương Diệp này, không chỉ có bách tộc và tam đại gia kiêng kỵ, thần tộc cũng kiêng kỵ. Người này quá điên. Ngay lúc này, một nữ tử rơi vào trước mặt Dương Diệp. Người đến là chí nữ. Nhìn Dương Diệp, trong mắt chí nữ hiện lên vẻ phức tạp, nhưng khôi phục bình thường rất nhanh. Nàng nói khẽ. Ly khai, được không? Nàng tự nhiên biết mục đích Dương Diệp tới, nhưng nàng cũng biết, thần tộc không có khả năng buông tha cho Tiểu Bạch. Dương Diệp đưa tay phải ra. Trả Tiểu Bạch, ta đi. Tiểu Bạch. Chí nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lắc đầu. Linh chủ đối với thần tộc ta, tác dụng quá lớn, không thể cho ngươi, ngươi. Ông. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí lóe lên. A. À, một tiếng kêu thảm vang lên. Thoáng qua, sau lưng chí nữ không xa, một thánh nhân thần tộc đầu bay ra ngoài, máu tươi tựa như suối phun phóng lên trời, cực kỳ máu tanh. Một kiếm miểu sát một vị thánh nhân. Sắc mặt đám người chí nữ cực kỳ khó coi. Lúc này, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía đám người chí nữ. Năm đó bách tộc không diệt sạch thần tộc ngươi, không sao, Dương Diệp ta đến. Lời của Dương Diệp, không thể nghi ngờ sát muối lên vết thương của thần tộc. Thần tộc bị diệt, đó là đau nhức vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa trong lòng bọn hắn. Kể cả chí nữ nghe những lời này của Dương Diệp, thần sắc cũng lập tức lạnh xuống. Nhưng giờ phút này bọn hắn không biết Dương Diệp là một loại tâm tình gì. Tay phải Dương Diệp đột nhiên nới lỏng, huyết kiếm trong tay hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bắn nhanh ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người chí nữ đại biến, nhưng đúng lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tay phải trung niên tìm tòi về phía trước. Ầm, huyết kiếm bị đánh bay về tới trước mặt của Dương Diệp. Trung niên này, đúng là thần tộc tộc trưởng Thích Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Diệp. Diệt sạch thần tộc ta, ngươi tính toán cái gì? Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Vậy thử xem. Thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rung động kịch liệt, theo kiếm không ngừng rung rung. Từng cỗ sát ý ngút trời không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, trong khoảnh khắc cả thần vực xuất hiện một mảnh đỏ như máu. Sát ý. Sát ý vô cùng vô tận tràn ngập cả thần vực. Sát ý tổ cảnh. Thích Thiên nhíu mày. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp bước ra một bước, một cỗ lực lượng thần bí lập tức bao phủ toàn bộ thần đô. Kiếm vực. Kiếm vực bao phủ xuống, những sát ý kia càng kinh khủng hơn. Vỡ. Lúc này. Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước. Ầm. Ở trong mắt của đám người Thích Thiên, thần đô đột nhiên run lên, thoáng qua, vô số kiếm khí như mưa hội tụ về phía thần đô. Láo xược. Thích Thiên gầm lên một tiếng, thoáng qua, tay phải oanh một cái. Một đấm bay ra, những kiếm khí của Dương Diệp hóa thành hư vô, mà kiếm vực của Dương Diệp thì ở thời khắc này phá thành mảnh nhỏ. Một quyền uy, cường hãn đến như vậy. Dương Diệp không có ra tay với thần đô. Mà nhìn về phía Thích Thiên, hiển nhiên muốn diệt sạch thần tộc, phải giết người này trước. Không có bất kỳ nói nhảm, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Thoáng qua, hắn đi tới trước mặt Thích Thiên. Trong mắt Thích Thiên hiện lên vẻ khinh thường, giơ tay đấm ra một quyền. Nhưng ngay một khắc này, đỉnh đầu Dương Diệp,
một tiểu tháp lặng yên hiển hiện. Sau một khắc, tiểu tháp hóa thành một vệt kim quang vào trong cơ thể Dương Diệp, qua trong giây lát, cả người Dương Diệp xuất hiện một tầng kim quang, kể cả huyết kiếm trong tay hắn siết bị kim quang bao trùm. Thời điểm cảm nhận được một màn này, sắc mặt của Thích Thiên biến đổi. Ở trong ánh mắt của thần tộc chúng thánh, một kiếm kia của Dương Diệp rơi xuống. Cả người Thích Thiên bị một kiếm này chấn đến vạn trượng, những nơi thân thể đi qua, không gian bị xé mở. Làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người trí nữ kịch biến. Ở bọn họ xem ra, coi như Dương Diệp lại yêu nghiệt, khẳng định cũng không bằng Thích Thiên, năm đó Thích Thiên tung hoành thiên hạ, tổ tông của Dương Diệp sợ là còn chưa ra đời. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp cường hãn như vậy. Nếu như Thích Thiên bắt không được Dương Diệp, nghĩ vậy, sắc mặt mọi người thần tộc càng khó coi. Tính khí của Dương Diệp, đại thiên vũ trụ ai không biết. Cái tên điên này, sự tình gì cũng có thể làm được. Một kiếm đẩy lui Thích Thiên, Dương Diệp cũng không dừng tay, hai tay hắn nắm huyết kiếm cắm xuống đất. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng thẩm thấu đến dưới mặt đất, thoáng qua, cỗ lực lượng này lan tràn bốn phía, không đến một hồi. Mặt đất thần đô sụp đổ, trong thần vực, vô số người thần tộc hoảng hốt, điên cuồng bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, hai tay trí nữ chậm rãi nắm lại. Dương Diệp là làm thật. Hắn là thật muốn cùng thần tộc lưỡng bại câu thương. Ngươi muốn chết. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng, cả người bay lên, lao về phía Dương Diệp. Trên đỉnh đầu Dương Diệp, tiểu tháp lặng yên hiển hiện. Thoáng qua. Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang đụng tới Thích Thiên. Cứng đối cứng. Hai người vừa mới tiếp xúc, trong tràng nổ ra, không gian chung quanh hai người sụp đổ, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn về bốn phía, không đến một hồi, cả thần vực sắp bị đánh tan. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thần tộc chúng thánh, sau một khắc, tay phải hắn cong ngón búng ra, huyết kiếm lập tức tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, thần tộc chúng thánh hoảng hốt. Dương Diệp là muốn trước trừ bọn hắn. Thích Thiên tự nhiên cũng biết, bởi vậy thời điểm huyết kiếm còn chưa xuất hiện ở trước mặt thần tộc chúng thánh đã bị Thích Thiên cản lại. Tay phải Thích Thiên ngăn cản huyết kiếm của Dương Diệp, trong huyết kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thích Thiên, trên đỉnh đầu hắn là Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đột nhiên cầm huyết kiếm, tay phải mãnh liệt xoay tròn. Mượn nhờ lực lượng của Hồng Mông Tháp, một kiếm này của Dương Diệp, lần nữa chấn Thích Thiên đến hơn vạn trượng, mà hắn cũng không có lần nữa ra tay với Thích Thiên, mà quay người bổ ra một kiếm. Xuy! Một kiếm này, trực tiếp giết chết một vị thánh nhân thần tộc. Bất quá, thời điểm Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới, Dương Diệp quay người chém một kiếm. Một kiếm này vừa ra. Dương Diệp cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại thẩm thấu đến trong thân thể hắn, hắn lập tức sử dụng Hồng Mông Giáp, bất quá vẫn bị đánh bay gần ngàn trượng, vừa dừng lại, không gian dưới chân Dương Diệp lập tức răng rắc, vỡ nát ra. Cách đó không xa, Thích Thiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Ta thật có chút xem thường ngươi, bất quá. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Thích Thiên. Bối thứ sát. Kiếm vực thêm bối thứ sát. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, kiếm kia được Hồng Mông Tháp gia trì, lực lượng cường đại trước đó chưa từng có. Nhưng Thích Thiên phản ứng cực nhanh, thời điểm Dương Diệp xuất hiện, hắn đã quay người, sau đó đấm ra một quyền. Trên nắm tay của hắn, một bao tay màu đen lặng yên hiển hiện. Lực lượng cường đại từ trong nắm đấm chấn động ra, phương viên mấy trăm ngàn trượng lập tức rạn nứt. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã rơi xuống. Kiếm cùng nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ chỗ hai người giao thủ bộc phát ra, bất kể là Dương Diệp hay Thích Thiên, đều bị cỗ lực lượng này đẩy lui. Dương Diệp vừa dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm cắm xuống đất, hắn bước ra một bước, kiếm vực hiện, cùng lúc đó, ở chung quanh hắn xuất hiện kiếm khí rậm rạp chằng chịt, những kiếm khí huyết sắc kia tựa như mưa to kích bắn đi. Giờ khắc này, cả thần vực tựa như có vô số sao băng trụy lạc. Làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Láo xược. Cách đó không xa, Thích Thiên gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng bay thẳng đến Dương Diệp. Nhưng lúc này, tiểu tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh ra, trực tiếp cùng Thích Thiên đụng vào nhau.
Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, Thích Thiên bị chấn bay ra ngoài, bất quá Hồng Mông Tháp cũng bị chấn về tới trước mặt Dương Diệp, giờ phút này sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ tái nhợt. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn nắm Hồng Mông Tháp mãnh liệt đập xuống. Ầm. Cách đó không xa, Thần Đô nguyên bản đã tan tành, bị Hồng Mông Tháp nện thành phế tích. Mà trong đó, không biết bao nhiêu cường giả thần tộc bị một kích này đập hồn phi phách tán. Ngươi muốn chết. Cách đó không xa, thần sắc Thích Thiên lập tức dữ tợn. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía Thích Thiên. Ta muốn chết, ngươi con mẹ nó là cái thá gì? Hôm nay, tất cả mọi người thần tộc nghe cho lão tử không thấy được Tiểu Bạch, ta muốn các ngươi chết với lão tử, đều phải chết. Thanh âm rơi xuống, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, bay thẳng đến Thích Thiên. Trong tay hắn là huyết kiếm, mà ở đỉnh đầu là Hồng Mông Tháp. Trong hư không, một lão giả cùng một trung niên đang nhìn một màn này. Đúng là Thiên Cơ lão nhân cùng trọng giả. Thích Thiên này cũng đủ biệt khuất. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Mới vừa ra, liền gặp được một thằng điên. Dương Diệp này, thực lực đã mạnh đến loại trình độ kia. Một bên, trọng giả nói khẽ. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Không phải hắn mạnh, mà là Thích Thiên yếu đi. Hắn vừa phục sinh, thực lực căn bản không có khôi phục lại đỉnh phong. Mà Dương Diệp, chính trực đỉnh phong. Không chỉ như thế, trong tay tiểu tử này không chỉ có Hồng Mông Tháp, còn có Hồng Mông Giáp, tăng thêm kiếm vực. Có thể nói, hắn hiện tại, coi như giết không được lão tổ, nhưng lão tổ cũng không làm gì được hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Mà gia hỏa này, không chỉ có thực lực lão tổ, đáng sợ hơn là, hắn điên a. Ngươi thấy không, hắn đến thần tộc, chính là vì cùng thần tộc cá chết lưới rách. Chân chính lưỡng bại câu thương, hắn cái gì cũng không quản, thần tộc không chơi nổi với hắn, cũng không có một nhà nào có thể chơi với hắn được. Phật tổ cùng binh tổ, hiện tại thái độ của bọn hắn đối với Dương Diệp là, không gây, ngàn vạn lần chớ gây. Thích Thiên này ngược lại, tới gây hắn. Thích Thiên sẽ thỏa hiệp sao? Trọng dạ đột nhiên nói. Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngay lúc này, cách đó không xa. Thích Thiên bị chấn bay ra ngoài, hắn vừa dừng lại một, Dương Diệp lại lao tới hắn. Thích Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp, có tin hiện tại ta đi diệt tất cả mọi người ở Hư Linh Đại Lục hay không? Dương Diệp dừng bước, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn Thích Thiên, kiếm trong tay hắn chậm rãi nâng lên trực chỉ Thích Thiên. Đi, cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi đi xem. Nghe vậy, hai mắt Thích Thiên híp lại, trong mắt sát ý phun trào. Lúc này, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía Thích Thiên. Chuyện thế gian, không có song toàn, Dương Diệp ta, thà rằng ngọc nát, cũng không bị người uy hiếp. Cùng lắm thì, người chết, ta chết, mọi người cùng chết, ai con mẹ nó sợ ai. Nghe được lời của Dương Diệp, Thích Thiên cùng thần tộc chúng thánh biến sắc. Lưỡng bại câu thương. Thần tộc tuyệt đối có năng lực như thế. Không cần cả thần tộc, Thích Thiên một người liền có thể diệt hết Hư Linh Đại Lục. Nhưng giống nhau, Dương Diệp cũng có thể tiêu diệt sạch thần tộc trừ Thích Thiên. Mà muốn tránh đi kết quả này, chính là Thích Thiên ở đây tuyệt sát Dương Diệp. Nhưng hắn phát hiện dùng tình huống hiện tại của hắn căn bản làm không được. Thực lực của Dương Diệp không cần nói, toàn thân đều là bảo vật, đặc biệt là Hồng Mông Tháp kia, cho dù là hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Nếu như hắn lựa chọn đánh chết Dương Diệp, kết quả tốt nhất chính là, Dương Diệp chết, hắn trọng thương. Mà một khi hắn trọng thương, Tam Đại gia cùng Bách tộc còn có Bất Tử tộc kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, sau khi cân nhắc lợi hại, trong lòng Thích Thiên đã có quyết định. Thích Thiên nhìn về phía Dương Diệp, tay phải vung lên, một đạo bạch quang lóe sáng, rất nhanh, luồng sáng trắng kia rơ ly vào trước mặt Dương Diệp. Bạch quang tản đi, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch oa, một tiếng khóc lên. Sau đó nàng ôm thật tê xê chặt cổ của Dương Diệp, đầu không ngừng cả cái cằm hắn. Nàng chưa bao giờ ly khai Dương Diệp lâu như vậy, mấy ngày này với Tiểu Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là thời kỳ tối tăm nhất ca. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, giờ khắc này, sát ý quanh người Dương Diệp đều tản đi. Dương Diệp nói khẽ, không sao, chúng ta về nhà. Vừa nói, hắn ôm Tiểu Bạch quay người rời đi. Dương Diệp. Ngay lúc này, cách đó không xa Thích Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại.
Thích Thiên lạnh lùng nói. Việc này, trước nhớ kỹ. Dương Diệp quay người giơ lên ngón giữa, sau đó mang theo Tiểu Bạch biến mất. Cách đó không xa, thần sắc của Thích Thiên âm trầm xuống, giờ khắc này, quanh người hắn tản mát ra sát ý, so với sát ý của Dương Diệp cũng không kém bao nhiêu. Thích Thiên hắn, còn chưa bao giờ biệt khuất qua như vậy. Trong hư không, Thiên Cơ lão nhân lắc đầu cười cười. Dương Diệp này, thật là một cái đau đầu a. Trọng Dạ nhẹ gật đầu. Tính quá bướng bỉnh. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Ngươi biết vì sao ta coi trọng hắn không? Trọng Dạ nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Xích tử chi tâm. Thiên Cơ lão nhân nói khẽ. Kẻ này trọng tình, kiếm đạo của hắn, nhìn như là sát lục kiếm đạo, kỳ thực lại vì tình đạo. Dù cho sát ý chứng tổ, cũng là vì dùng tình quá sâu, hắn nhịn không được thống khổ khi mất đi huynh đệ, vì vậy phần thống khổ kia chuyển biến thành sát ý. Bằng không thì, chỉ bằng vào giết người, là không cách nào đạt tới tổ cảnh. Nếu như giết người có thể đạt tới tổ cảnh, vậy thế giới này đã sớm loạn. Trọng Dạ nhìn thoáng qua bóng lưng của Dương Diệp rời đi. Cũng là người đáng thương. Thiên Cơ lão nhân khẽ gật đầu. Ngươi nhìn thấy không, linh chủ kia của hắn. Nói thật, ở trong ta biết, còn chưa có linh chủ nào ỷ lại cùng tín nhiệm một nhân loại như thế. Linh chủ, là sinh vật có linh tính nhất trong trời đất, người các nàng lựa chọn, sao có thể là người cùng hung cực ác. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng Dương Diệp rời đi. Đại thiên vũ trụ loạn như thế, chúng ta cũng nên chọn đội rồi. Trọng Dạ cười khổ. Hắn hiện tại, không cần chúng ta. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười. Rất nhanh sẽ cần, đi thôi, đi làm một chuyện cuối cùng, làm xong, chúng ta liền đi đầu quân vào hắn. Nói xong, Thiên Cơ lão nhân quay người rời đi. Thiên Cơ lão nhân cùng Trọng Dạ trở lại binh giới, bất quá giờ phút này, binh giới đã vỡ nát, nhìn binh giới đã vỡ nát trước mặt. Trong mắt Trọng Dạ có chút phức tạp. Nơi đây, đã từng là nhà của hắn, mà bây giờ, không phải rồi. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên nói. Ngươi không nợ binh ra cái gì, là binh tổ lựa chọn, đưa đến tình cảnh hôm nay của binh giới. Trọng Dạ nhẹ gật đầu, không nói gì. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới dưới mặt đất, sau đó hắn cong ngón búng ra, trong chốc lát, tình cảnh đột nhiên biến ảo, rất nhanh. Một bàn cờ to lớn xuất hiện ở trước mặt Trọng Dạ cùng Thiên Cơ lão nhân. Đây là... Trọng Dạ nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân nói khẽ. Thiên Tuyệt Kỳ Bàn. Thiên Tuyệt Kỳ Bàn. Trọng Dạ nhíu mày. Chưa từng nghe qua. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười. Tâm huyết cả đời của ta. Trọng Dạ nhìn thoáng qua Thiên Cơ lão nhân, sau đó nói. Tiền bối ở binh gia ta, mục đích chính là vì cái này. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu. Vì sao lựa chọn binh giới? Trọng Dạ hỏi. Thiên Cơ lão nhân cười nói. Sát phạt chi khí, trong tứ đại gia, binh gia tu luyện, sát phạt chi khí mạnh nhất, mà bảo vật này của ta, cần sát phạt chi khí, càng nhiều sát phạt chi khí càng tốt. Trọng Dạ nói khẽ. Vật này là tiền bối kiến tạo. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Ngẫu nhiên đoạt được. Vừa nói, hắn nhìn về phía Thiên Tuyệt Kỳ Bàn. Vì lần nữa tu bổ nó, ta buông tha cho Thiên Cơ viện đến chỗ này, mà lần đó, ha ha, chính ta cũng quên bao nhiêu năm. Bất kể như thế nào, hiện tại cuối cùng nó cũng phục hồi như cũ. Trọng Dạ nói khẽ. Tiền bối, ngươi thật muốn đi tìm Dương Diệp kia. Thiên Cơ lão nhân đi đến bên cạnh Trọng Dạ, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai đối phương, sau đó nói. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi yên tâm, ta đối với hắn không có ý đồ gì. Càng không có tâm hại hắn. Hôm nay bất tử tộc quay về, ngoại trừ người nọ, không ai có thể chỉ lo thân mình, ta không được, người càng không được. Đi tìm Dương Diệp, là hy vọng cùng hắn đi ra một con đường sống. Bất tử tộc thật cường đại như thế. Trọng Dạ hỏi. Cường đại. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Bọn hắn nào chỉ cường đại. Đại thiên vũ trụ tận thế, đã chính thức phủ xuống. Đi thôi. Nói xong, tay phải vung lên. Thiên Tuyệt Kỳ Bàn bị hắn thu vào, mà lúc này, Trọng Dạ đột nhiên hỏi. Tiền bối nói ngoại trừ người nọ là người phương nào? Bước chân của Thiên Cơ lão nhân có chút dừng lại, sau đó nói. Một kiếm tu không cầm kiếm. Nói xong, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tu không cầm kiếm. Trọng Dạ lơ ngơ. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch về tới Hư Linh Đại Lục,
mà Dương Diệp ở Thần Đô làm những chuyện kia đã truyền khắp cả Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp lần nữa danh chấn Đại Thiên Vũ Trụ. Đại Thiên Vũ Trụ này, có thế lực Dương Diệp không dám chọc sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Đối với Bách Tộc mà nói, bọn hắn càng thêm kiêng kỵ Dương Diệp. Kể cả binh gia cùng Phật gia, hiện tại hai nhà này sống nhờ ở đạo gia, mà bọn hắn hiện tại, đối với Dương Diệp càng thêm kiêng kỵ. Hiện tại, bọn hắn tình nguyện đi gây thần tộc cũng không muốn đi gây Dương Diệp. Cái tên điên này, hiện tại chuyện gì cũng dám làm. Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch rơi xuống đất, Tiểu Bạch nhíu mày, bởi vì nơi này không có linh khí. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bạch nhẹ nhàng quơ quơ. Dương Diệp đã minh bạch ý tứ của Tiểu Bạch, do dự một chút, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói khẽ. Chỉ ở trong Hư Linh Thành này là được rồi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó hai tay vẫy một cái, trong chốc lát, vô số linh khí từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn quét ra, không đến một hồi, cả Hư Linh Thành xuất hiện linh khí. Trong Hư Linh Thành, những người kia cảm nhận được linh khí, lập tức bối rối. Linh khí? Linh khí từ đâu tới? Bất quá rất nhanh, mọi người biết vì sao có linh khí rồi. Tiểu Bạch, thiên địa linh chủ đã trở về. Vì vậy, địa vị của Tiểu Bạch ở trong Hư Linh Thành lập tức biến thành cao lớn. Có thể nói, cả Hư Linh Thành, địa vị của Tiểu Bạch ở trong lòng mọi người còn cao hơn Dương Diệp. Tất cả mọi người sùng bái. Cái này là đãi ngộ của Tiểu Bạch bây giờ. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch trở về, làm cho trong Hồng Mông Tháp cũng tràn đầy linh khí. Điều này làm cho Hồng Mông Tháp cực kỳ hưng phấn, vây quanh Tiểu Bạch nhảy tưng tưng. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch ngồi ở trên mặt đất, ở trước mặt hắn, là một đống lửa, trên lửa là một con dê. Dê nướng nguyên con. Tiểu Bạch cùng Thiên Tú thích ăn dê nướng nguyên con nhất. Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào dê nướng nguyên con, nước miếng chảy ra. Nhìn bộ dáng thòm thèm của Tiểu Bạch, trên mặt Dương Diệp khó được xuất hiện dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa này, là thân nhân của Dương Diệp hắn, thân nhân thân mật nhất. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Những linh khí kia sẽ biến mất sao? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng khẽ lắc đầu, sau đó tiểu trảo bắt đầu cua múa. Linh khí sẽ không biến mất. Chuẩn xác mà nói là, chỉ cần nàng ở chỗ này, linh khí sẽ không biến mất. Nếu như nàng không ở đây, những linh khí kia sẽ không còn. Những linh khí này, không phải linh khí trong thiên địa, mà là Tiểu Bạch nàng làm ra. Mà nàng, không thể vô cùng vô tận làm ra những linh khí này. Đương nhiên, muốn vì cái thành này cung cấp linh khí mấy thập niên, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần địa phương khác có linh khí, nàng có thể chuyển di linh khí nơi đó tới nơi này. Chặt đầu cá, vá đầu tôm. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch. Có mệt lắm không? Tiểu Bạch lắc đầu, nhưng rất nhanh, nàng mãnh liệt gật đầu, sau đó chỉ dê nướng nguyên con trước mặt mình, tỏ vẻ làm ra linh khí rất mệt, cần ăn dê mỗi ngày. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Sẽ ngày ngày nướng cho ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, nàng ôm lấy Dương Diệp hôn một cái. Nhưng đúng lúc này, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Ta đi làm ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại cùng ngươi. Phải ngoan ngoãn. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp mỉm cười, sau đó rời Hồng Mông Tháp. Ly khai Hồng Mông Tháp, thân hình Dương Diệp run lên, hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trên không Hư Linh Thành, hắn ngẩng đầu, ở chân trời xa xôi, mấy chục điểm đen điện xả tới. Bất tử kỵ sĩ. Mấy chục bất tử kỵ sĩ. Dương Diệp khẽ cau mày, sau một khắc, hắn nắm kiếm trong tay vung lên, trong chốc lát, một đạo kiếm khí huyết sắc để ngang chân trời. Dương Diệp lạnh lùng nhìn mấy chục điểm đen, rất nhanh, mấy chục người kia rơi vào trước mặt Dương Diệp. 40 bất tử kỵ sĩ. Cầm đầu chính là bất tử kỵ sĩ lúc trước đến Hư Linh Đại Lục cùng hắn đại chiến. Dương Diệp lắc đầu. Cái này là bất tử tộc. Đánh không lại liền quần ẩu. Vừa nói, huyết kiếm trong tay hắn chỉ qua đám bất tử kỵ sĩ. Dương Diệp ta đời này thống hận nhất chính là quần ẩu, các ngươi, có bản lĩnh một mình đấu. Một mình đấu. Cách đó không xa nữ tử cầm đầu kia khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Một mình đấu, như thế nào, sợ. Sợ. Dương Diệp lạnh nhạt nói.
Ta đối với bất tử tộc cũng có chút hiểu biết, các ngươi đã từng vô địch hậu thế, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Nhưng hôm nay nhìn thấy các ngươi, ta có chút thất vọng. Cái này là bất tử tộc vô địch trong truyền thuyết, một mình đấu không lại thì quần ẩu. Chậc chậc, thất vọng, quá thất vọng rồi. Nghe vậy, đối diện Dương Diệp, sắc mặt bất tử kỵ sĩ cầm đầu có chút khó coi. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói, ta hiểu rồi, nguyên lai ngươi sợ, cho nên mới trở về gọi nhiều người như vậy đến. Sợ ngươi? Khóe miệng nữ tử kia nổi lên vẻ chế nhạo. Ngươi tính toán cái gì? Vậy tới sâu lâu. Dương Diệp nhìn nữ tử kia. Ta và ngươi sâu lâu, hiện tại ta hạ chiến thư với ngươi, ngươi có dám tiếp không? Hai tay nữ tử kia chậm rãi nắm lại. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Nếu như không dám nhận, không sao, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Ngươi rất mạnh. Lúc này, một bất tử kỵ sĩ đi ra, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Rất mạnh. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Cũng không tính rất mạnh, nhưng giống như các ngươi, một mình đấu, đến bao nhiêu đánh bao nhiêu. Buồn cười. Bất tử kỵ sĩ kia cười lạnh nói. Đến, để cho ta mở mang kiến thức. Nói xong, trường thương trong tay đâm tới Dương Diệp. Lực lượng cường đại làm cho không gian xung quanh Dương Diệp biến thành vòng xoáy. Nhưng theo một đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên, bất tử kỵ sĩ kia bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, đám bất tử kỵ sĩ cách đó không xa nhíu mày. Lúc trước lần thứ nhất Dương Diệp nhìn thấy bất tử kỵ sĩ, chiến không phân cao thấp. Mà bây giờ, đạt được Hồng Mông Tháp nhận chủ, thực lực so với trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy hắn không cách nào miểu sát một bất tử kỵ sĩ, nhưng nếu bàn về sâu lâu, đừng nói một bất tử kỵ sĩ, coi như một lão tổ hắn cũng có mấy thành chiến thắng. Về phần những bất tử kỵ sĩ này, còn kém nhiều lắm, bất quá nếu những bất tử kỵ sĩ kia cùng tiến lên, sợ là hắn cũng chỉ có chạy trối chết. Đánh một hai cái còn tốt, đối phương cùng tiến lên, hắn cũng không có biện pháp. Cách đó không xa, bất tử kỵ sĩ bị Dương Diệp đẩy lui nhìn tay của mình, giờ phút này, tay của nàng đã vỡ nát. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu, xa xa một nữ tử chậm rãi đi tới. Cũng là bất tử kỵ sĩ. Bất quá bất tử kỵ sĩ này không giống bất tử kỵ sĩ khác, thương của nàng không phải màu đen, mà là màu vàng. Nhìn thấy người này, những bất tử kỵ sĩ kia lập tức khom người. Danh thống. Ở trong bất tử quân đoàn, tôn thượng mạnh nhất, thống lĩnh toàn bộ bất tử quân đoàn. Dưới nàng là danh thống ở trong bất tử quân đoàn, rất ít, những người này, đều là tôn thượng chọn lựa ra tinh anh, ở thời điểm tôn thượng không có mặt, những danh thống này liền chịu trách nhiệm quản lý bất tử quân đoàn. Mà những danh thống này, mỗi một vị thực lực đều là đứng đầu nhất. Không chỉ thực lực, các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Vị danh thống này khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp nổi tiếng nhất đại thiên vũ trụ hôm nay. Dương Diệp nhìn vị danh thống kia. Hẳn không có người thứ hai. Vị danh thống kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Bất tử tộc ta mến tài, nếu nguyện gia nhập bất tử tộc ta. Dùng thiên phú và tiềm lực của ngươi, nếu nguyện ý, ta sẽ cầu tôn thượng ban thưởng ngươi bất tử chi thân. Gia nhập bất tử tộc. Dương Diệp lắc đầu. Thật có lỗi, ta không có hứng thú với bất tử chi thân. Vị danh thống kia khẽ gật đầu. Minh bạch. Vừa nói, nàng cúi đầu nhìn xuống hư linh đại lục phía dưới. Biết rõ lai lịch của đại lục này không? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này vị danh thống kia lại nói. Đại lục này, tên là hư linh đại lục, năm đó có một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ sinh tồn ở trên phiến đại lục này. Nơi này, có một người. Tên là Hư Linh Nữ. Hư Linh Nữ. Trong tràng, đám bất tử kỵ sĩ kia nhao nhao nhìn về phía Hư Linh Đại Lục. Hôm nay Hư Linh Đại Lục cùng Hư Linh Đại Lục lúc trước đã có chút không giống. Nhìn Hư Linh Đại Lục phía dưới, thần sắc các bất tử kỵ sĩ không đồng nhất. Hư Linh Nữ. Tất cả mọi người bất tử tộc sẽ không bao giờ quên nàng. Lúc này danh thống kia lại nói. Cảm tạ nàng đi, từ tôn trọng cường giả, trên phiến đại lục này. Bất tử tộc ta không muốn lại bước vào. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà đám bất tử kỵ sĩ ở sau lưng cũng đi theo. Không muốn lại bước vào. Tôn trọng. Tuy năm đó Hư Linh Nữ trọng thương bất tử tộc, nhưng vị cường giả này thắng được tôn trọng của bất tử tộc,
Đại lục hôm nay, không có ai biết trận đại chiến năm đó khốc liệt đến mức nào. Trận chiến ấy, là trận chiến thảm nhất mà bất tử tộc trải qua. Chính là nữ nhân kia, tay cầm hoàng tuyền thiên mệnh, hầu như đánh bất tử tộc tan vỡ. Bất tử kỵ sĩ rời đi. Nhưng tâm của Dương Diệp lại nặng trĩu. Khó giải. Nếu như đám bất tử kỵ sĩ kia thật sự xuất thủ, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản những người này. Nếu như An Nam Tĩnh còn, hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng An Nam Tĩnh, ngay lúc này, thân thể Dương Diệp đột nhiên cứng đờ, thoáng qua, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp xuất hiện ở Hồng Mông Tháp tầng thứ hai, trong tầng thứ hai, người hơi nhiều, có Tiểu Thiên, có Tử Nhi, còn có Tiểu Bạch. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn An Nam Tĩnh nằm ở trên giường. Dương Diệp đi tới bên giường, quanh người An Nam Tĩnh, một cỗ lực lượng hơi yếu đang rung rung. Nàng! Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, thanh âm có chút run rẩy, Tiểu Thiên nói khẽ. Sắp tỉnh! Sắp tỉnh! Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, ở dưới Hồng Mông tử khí không ngừng chữa trị, An Nam Tĩnh rốt cuộc muốn khôi phục thân thể. An Nam Tĩnh! Dương Diệp ngồi ở bên giường, duỗi tay nắm tay của An Nam Tĩnh. Cứ như vậy, Dương Diệp một mực ngồi, trọn vẹn ngồi gần 3 ngày, mí mắt An Nam Tĩnh khẽ run lên, tâm của Dương Diệp nhảy mạnh. Rất nhanh, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi mở ra. Trong mắt An Nam Tĩnh có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, dần dần rõ ràng. Một lát sau, An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói khẽ. Tỉnh rồi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ân, Dương Diệp nói. Cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh chậm rãi đứng lên, sau đó nói. Còn có thể đánh. Còn có thể đánh. Trong mắt của Dương Diệp, hai hàng chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra. Nữ nhân trước mắt này, chính là nữ nhân trước mắt này, lúc trước thiếu chút nữa vì Dương Diệp hắn chết trận. Chính là nữ nhân này, một câu còn có thể đánh, vì hắn cứng rắn kéo lại vô số thánh nhân. Hắn thiếu nợ nữ nhân này. Mấy đời cũng trả không hết. An Nam Tĩnh thò tay thay Dương Diệp lau sạch huyết lệ trên gương mặt. Nếu để cho người khác biết, người sẽ xấu hổ chết a. Dương Diệp cầm tay An Nam Tĩnh. Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, ta chảy không phải nước mắt, là máu. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nàng cầm chặt tay của Dương Diệp. Lúc trước, ta cái gì cũng không sợ chết, nhưng bây giờ ta sợ rồi. Ta sợ ta chết đi. Không có người vì ngươi mà chiến. Dương Diệp nói khẽ. Vậy thì đừng chết, cùng ta đi tới cuối cùng. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Được. An Nam Tĩnh thức tỉnh. Tu luyện. Sau khi An Nam Tĩnh tỉnh lại, liền bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ Dương Diệp, An Nam Tĩnh cũng là một người tu luyện điên cuồng. Ở trong thế giới của An Nam Tĩnh, vị trí thứ nhất là Dương Diệp, vị trí thứ hai là võ đạo. Ngoại trừ hai thứ này. Nàng cái gì cũng không quá quan tâm. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, đi tới Hư Linh Điện. Hư Linh Điện. Tư Đồ Thính Vân cùng đám người minh nữ đang ở Hư Linh Điện tu luyện, trọng lực nơi này, có thể tăng lên thực lực của các nàng trên diện rộng. Loạn thế tiến đến, bất kể là Dương Diệp hay các nàng, đều cần phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Mà ngoại trừ Hư Linh Đại Lục, bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ có thể nói là triệt để rối loạn. Hành hạ đến chết. Bất tử tộc điên cuồng hành hạ bách tộc đến chết, cả đại thiên vũ trụ một mảnh kêu rên. Mà lúc này, đạo gia đứng ra, đạo gia tụ tập hai đại gia còn lại còn có bách tộc hợp thành một liên minh, thiên minh. Thiên minh này, dùng đạo gia cầm đầu. Bất quá thiên minh này không có cùng đám bất tử kỵ sĩ kia quyết chiến, mà có rút lại phòng ngự, chăm chú ôm đoàn sưởi ấm. Tuy như thế, nhưng đám bất tử kỵ sĩ kia vẫn còn đang ở đại thiên vũ trụ hoành hành không sợ. Bất quá bất tử kỵ sĩ lại không có tiến công thiên minh. Bách tộc có vô số thế giới, vì phòng bị bất tử tộc, bọn hắn có rút lại phòng ngự, không thể không buông bỏ đi một vài thế giới, mà người của những thế giới này, tự nhiên là không thể nào đều mang đi hết. Đơn giản mà nói, cường giả đều đi, kẻ yếu lưu lại. Hiện tại, thiên minh chỉ cần tinh anh. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có tinh anh sống sót. Mới có thể đối kháng bất tử tộc. Mà những người yếu còn dư lại kia, liền trở thành thức ăn của bất tử kỵ sĩ. Sát ý. Thời điểm này, Dương Diệp lặng lẽ đi ra Hư Linh Đại Lục.
hắn đi lang thang khắp nơi. Sát ý. Cả đại thiên vũ trụ, vô số người chết thảm, vô số máu tươi chảy như dòng nước, cái này để cho Dương Diệp cảm nhận được sát ý cùng huyết khí trước nay chưa có. Mà hai thứ này, là trước mắt hắn vô cùng hy vọng lấy được. Hấp thu. Hấp thu các loại sát ý cùng huyết khí. Nhưng Dương Diệp không để ý đến một điểm, cũng là một điểm quan trọng nhất. Cái kia chính là, hắn hấp thu, không chỉ có sát ý cùng huyết khí. Còn có oán khí cùng hận ý. Vô số kẻ yếu chết thảm, bọn hắn hận và oán mảnh thiên địa này, sao mà mạnh mẽ. Sau khi vô số hận ý cùng oán khí bị Dương Diệp hấp thu, sát ý của Dương Diệp, phải nói cả người hắn lặng yên phát sinh biến hóa nào đó. Một loại chỗ, Dương Diệp đứng trên đại địa, vô số máu tươi cùng sát ý tụ về phía hắn. Vạn Xuyên Quy Hải. Phiến đại lục này, là một đại lục không biết tên, sở dĩ tới đây, là bởi vì người nơi này, đều bị bất tử tộc giết sạch sẽ. Toàn bộ đại lục, máu chảy thành sông. Nhân gian luyện ngục. Tuy nơi đây đã trở thành nhân gian luyện ngục chân chính, nhưng với Dương Diệp mà nói, chỗ này đối với hắn có trợ giúp không nhỏ. Hấp thụ. Đứng trên mặt đất, Dương Diệp như lão tăng nhập định. Bốn phía, toàn bộ đại lục, vô số sát ý, hận ý cùng với oán niệm như thủy triều vọt tới. Thời gian dần trôi qua, hồng mang quanh người Dương Diệp càng ngày càng đậm, ngay từ đầu, chung quanh hắn tản mát ra hồng mang là màu đỏ, nhưng bây giờ là màu đỏ thẫm. Nửa tháng sau, giờ phút này, Dương Diệp đã hút sạch toàn bộ sát ý, hận ý còn có những oán niệm kia. Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Suy suy. Hai đạo huyết mang đột nhiên từ trong hốc mắt của Dương Diệp bắn ra. Những nơi huyết quang đi qua, không gian đều bị xé tan thành phấn, hai vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Trong hai mắt Dương Diệp, một mảnh huyết hồng, tựa như một biển máu. Không có mắt, chỉ có máu. Huyết nhãn. Ông. Lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Kiếm linh. Thời khắc này kiếm linh cũng đã xảy ra lột xác, quanh người nàng tối hồng, tựa như máu tươi tạo thành, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mà ở mi tâm của Dương Diệp, có một điểm đen thật nhỏ. Oán niệm cùng hận ý. Hắn hấp thu những oán niệm và hận ý kia bị hắn phong ấn ở mi tâm, những hận ý cùng oán niệm kia quá mạnh, này với hắn mà nói, có thể là một tác dụng phụ. Bởi vì những oán niệm cùng hận ý này là đi đôi với sát ý cùng huyết khí, nếu hắn muốn hấp thu những sát ý cùng huyết khí kia, thì nhất định phải hấp thụ oán niệm cùng hận ý, mà những oán niệm cùng hận ý này tiến vào trong đầu hắn, tuyệt đối có thể để cho hắn thần trí tan vỡ. Bởi vậy hắn lợi dụng hồng mông tháp phong ấn những oán niệm cùng hận ý kia. Không có vấn đề chứ. Lúc này kiếm linh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng dĩ nhiên là chỉ điểm đen ở mi tâm của Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Mới đầu ta còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ, ngày sau nếu ta cùng người đối địch, những oán niệm cùng hận ý này phóng xuất ra, lại thêm sát ý của ta, hình ảnh kia, khẳng định sẽ làm đối thủ rất vui vẻ. Ngươi có thể chịu được sao? Kiếm linh nói khẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có hồng mông tháp, tất cả đều có thể. Hồng mông tháp. Vật ấy được xưng là đại thiên vũ trụ đệ một chí bảo, tác dụng của nó tự nhiên không có gì sánh kịp. Cũng chính vì có hồng mông tháp trông coi tinh thần của hắn, mới khiến cho hắn chặn được những hận ý cùng oán niệm kia. Còn tiếp tục không? Lúc này kiếm linh khẽ nói. Đương nhiên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này, trên đại lục đã không có bất kỳ vật sống. Vốn không có linh khí, lại bị bất tử kỵ sĩ dạo qua, điều này làm cho trên phiến đại lục này triệt để trở thành tinh cầu chết. Bất tử tộc, thật ác độc. Dương Diệp nói khẽ. Dương Diệp hắn cũng là một kẻ hung ác, nhưng còn chưa làm qua loại chuyện tình tàn sát một đại lục. Mà bất tử tộc làm, còn làm tuyệt như thế. Không chỉ là một đại lục, còn có rất nhiều đại lục xảy ra chuyện như vậy. Kiếm linh nói khẽ. Có lẽ, ở trong thế giới của các nàng, giết người, giống như nhân loại giết gia cầm ăn cơm vậy, các nàng là dựa vào tử khí mà sống. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không quản các nàng, chúng ta đi đại lục khác đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất ngay tại chỗ. Kiếm linh cũng phóng lên trời, theo sát Dương Diệp. Yêu tộc. Dương Diệp cùng kiếm linh đi tới yêu giới, trên một phiến đại lục, Dương Diệp vừa rơi xuống đất,
một mùi máu tươi gay mũi đập vào mặt. Máu chảy thành sông. Trên toàn bộ đại lục, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là máu tươi. Dương Diệp lắc đầu, hai tay của hắn hư chiêu, trong chốc lát, trên đại lục, vô số máu tươi cùng sát ý tụ đến. Cứ như vậy, sau 5 ngày, Dương Diệp đi ra phiến đại lục này, đến đại lục tiếp theo. Sau 1 tháng, Dương Diệp ở trong 1 tháng, không biết hấp bao nhiêu sát ý cùng huyết khí, những sát ý cùng huyết khí này ra trì, làm cho sát ý của Dương Diệp lần nữa xảy ra biến chất. Vẫn là sát ý tổ cảnh, nhưng lúc này sát ý đã không phải sát ý tổ cảnh ban đầu có thể so sánh. Có thể nói, hiện tại nếu hắn đối mặt thánh nhân, căn bản không cần xuất kiếm, có thể dùng sát ý miểu sát đối phương. Hiện tại sát ý của hắn, cường đại đến chính hắn cũng có chút không khống chế nổi. Dù cho có Hồng Mông Tháp hỗ trợ trấn thủ, vẫn có chút khống chế không nổi. Có thể nói, sát ý bây giờ, đã đến cực hạn hắn bây giờ có thể thừa nhận. Bất quá, đáng sợ nhất chính là điểm đen ở mi tâm của Dương Diệp. Điểm đen kia, tụ tập rất nhiều hận ý cùng oán niệm. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đã sớm hài cốt không còn. Những hận ý cùng oán niệm này, cho dù là Dương Diệp cũng không dám tùy tiện đụng vào. Quá kinh khủng. Có thể nói, nếu như hắn phóng thích những hận ý cùng oán niệm kia, dưới tình huống không có Hồng Mông Tháp, Dương Diệp hắn sẽ biến mất, mà có Hồng Mông Tháp trợ giúp chân áp, hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Điểm đen này, chính là át chủ bài lớn nhất của Dương Diệp hắn hiện tại. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hồng mang quanh người hắn lập tức tản đi. Dương Diệp nói khẽ, đi thôi, đi đâu? Kiếm Linh hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đi đòi nợ. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa. Mà sau lưng hắn là Kiếm Linh. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, không đến một hồi, hắn tiến vào trong tinh không mịt mờ, rất nhanh, hắn đi tới đạo giới. Đạo gia. Ngày hôm nay, trên không đạo giới đột nhiên hoàn toàn đỏ ngầu, mùi huyết tinh vô tận bao phủ cả đạo gia. Tất cả người đạo gia thất kinh, sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đạo Thanh. Đạo Thanh đã từng tiếp đãi qua Dương Diệp, cũng chính là đại đệ tử của đạo tổ. Đạo Thanh trầm giọng nói. Dương Diệp, người muốn làm cái gì? Làm cái gì? Dương Diệp nhìn về phía đạo Sê Thanh, khi thấy trong mắt Dương Diệp là biển máu, sắc mặt đạo Thanh hơi đổi, kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Tim đập nhanh. Từ trong cặp mắt kia, đạo Thanh cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Lúc này, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn không có để ý đạo Thanh, mà nhìn xuống đạo giới phía dưới. Phật gia, Binh gia, hai vị lão tổ, các ngươi là tự mình đi ra, hay chờ ta mời các ngươi đi ra? Lần này mục đích của hắn, tự nhiên là vì hai vị lão tổ này. Có chút sổ sách, hắn tự nhiên là phải tới lấy. Đạo Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp, bây giờ hai vị lão tổ này là người của thiên minh chúng ta. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của đạo Thanh. Thanh âm của đạo Thanh im bặt. Dương Diệp quay đầu nhìn đạo Thanh. Ngươi, im miệng cho ta, không có phần của ngươi nói chuyện. Nghe vậy, sắc mặt đạo Thanh lập tức khó coi. Nhưng hắn không dám nói gì. Người trước mắt này, thực lực bây giờ đã hoàn toàn không phải hắn có khả năng địch. Quan trọng nhất là, vị này là một sát thần. Dương Diệp quay người nhìn đạo giới. Không đi ra thật sao? Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên giơ lên, trong chốc lát, một cỗ sát ý vô hình bắn về phía đạo giới. Nếu sát ý hàng lâm lên đạo giới, đối với đạo giới mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Bởi vì đừng nói huyền giả bình thường, giờ phút này, coi như là một vị thánh nhân cũng không chịu nổi sát ý của Dương Diệp. Ngay lúc này, một vệt kim quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp không xa, kim quang tản đi, là một đóa kim liên, trên kim liên là Phật gia Phật tổ. Nhìn Dương Diệp ở cách đó không xa, thần sắc của Phật tổ có chút phức tạp. Người trước mắt này, đã phát triển đến cho dù là hắn cũng không làm gì được rồi. Phật tổ chắp tay. Dương thí chủ, đã lâu không gặp. Cách đó không xa, Dương Diệp giơ tay chém một kiếm. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí huyết sắc phá không, mục tiêu đúng là Phật tổ. Hai mắt Phật tổ có chút đóng lại, sau một khắc, bàn tay phải của hắn nhẹ nhàng chúi xuống.
Ầm. Kiếm khí của Dương Diệp bị một trưởng này cản được, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Phật Tổ, thoáng qua, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt bổ xuống. Phật Tổ ngẩng đầu, bàn tay đẩy lên. Ầm. Cả người Dương Diệp mang kiếm bị đánh bay, nhưng thoáng qua, Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Phật Tổ, sau một khắc, một thanh kiếm chống đỡ ở sau lưng của Phật Tổ, nhưng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trong cơ thể Phật Tổ phun ra. Ầm. Kim quang đẩy lui Dương Diệp, mà Phật Tổ cũng bị chấn đến ngàn trượng. Thời điểm Phật Tổ vừa dừng lại, một thanh kiếm đã tới cách mi tâm của hắn nửa tấc. Hai tay Phật Tổ hợp lại, bắt lấy huyết kiếm của Dương Diệp. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau huyết kiếm, hắn đá mạnh chui huyết kiếm một cái. Ầm. Kiếm tiến quân thần tốc. Nhưng Phật Tổ đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cự thủ khổng lồ từ đỉnh đầu của Dương Diệp rơi xuống. Uy áp cường đại đè Dương Diệp không ngừng rơi xuống. Lúc này, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Xuy. Huyết kiếm trong tay hắn trực tiếp phá vỡ cự thủ, cùng lúc đó, vô số đạo kiếm quang huyết sắc kích xạ về phía Phật Tổ. Hai mắt Phật Tổ khép hờ, chắp tay. Ầm. Một cỗ kim quang quét ra, luồng hào quang màu vàng óng này trực tiếp ngăn trở tất cả kiếm khí của Dương Diệp. Lúc này, Phật Tổ mở mắt nhìn về phía Dương Diệp. Thực lực không tệ, nhưng thiếu khuyết nội tình. Dương Diệp bước ra một bước, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, trong chốc lát, hai đạo kiếm khí huyết sắc từ trong hốc mắt bắn nhanh ra. Hai đạo kiếm khí huyết sắc mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh Dương Diệp nát bấy. Cùng lúc đó, một cỗ khí lưu nóng bỏng phiêu đãng ở bốn phía. Máu. Trên không toàn bộ đạo giới, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số máu tươi, những máu tươi này không ngừng từ trên không đạo giới nhỏ xuống. Máu nhuộm đạo giới. Vô số máu tươi hội tụ ở đạo giới. Hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, trong tay hắn là kiếm linh. Cách đó không xa, Phật Tổ nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Trong chốc lát, một tiểu tháp xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, thoáng qua, một khuôn mặt đen nhánh từ mi tâm hắn hiện ra. Khuôn mặt tràn đầy oán khí cùng sát ý vô tận. Gương mặt này, đúng là Dương Diệp hấp thu những sát ý cùng oán niệm. Kia, sát ý cùng oán niệm vô tận hội tụ chung một chỗ, đó là kinh khủng cỡ nào. Thời điểm nhìn thấy gương mặt này, Phật Tổ nhíu mày. Ngưng trọng. Ở trong ánh mắt Phật Tổ, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không dám khinh thường, Phật Tổ chắp tay, trong chốc lát, đạo đạo kim quang không ngừng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, những kim quang này một tầng tiếp theo một tầng oanh về phía oán diện. Nhưng những kim quang kia vừa mới tiếp xúc oán diện, giống như tuyết gặp sôi dầu hóa thành hư vô. Ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang rung trời, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, đúng là Phật Tổ. Nhưng oán diện không có biến mất. Oán diện phá vỡ bầu trời, bắn về phía Phật Tổ. Ngoài vạn trượng, sau khi Phật Tổ dừng lại, hai tay chất chồng, sau đó mãnh liệt oanh một cái. Ầm. Một trường ấn phá vỡ bầu trời, cùng oán diện trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau. Ầm. Ở dưới vô số cường giả nhìn chăm chú, trường ấn ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó. Ầm. Phật Tổ té bay ra ngoài mấy vạn trượng. Phật Tổ vừa dừng lại. Một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên phá không, ngay thời điểm kiếm quang huyết sắc muốn đâm vào trước ngực Phật Tổ, Phật Tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, thoáng qua, hắn hóa thành một vệt kim quang biến mất ngay tại chỗ. Chạy! Một bên, Dương Diệp đang muốn truy kích, nhưng lúc này, oán diện đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang xông vào mi tâm của hắn. Thân thể Dương Diệp cương ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp chau mày, hắn đưa tay sờ sờ mi tâm của mình. Lại coi trọng ta rồi hả? Dương Diệp nói không sai, kỳ thật những hận ý cùng oán niệm này đều ỷ lại vào hắn. Túc thể. Những sát ý cùng hận ý này, thời điểm ban đầu là không có linh trí cùng ý thức, nhưng thời điểm Dương Diệp hội tụ những oán niệm cùng hận ý này vào một chỗ, chúng đã xảy ra lột xác. Bây giờ những hận ý cùng oán niệm này, là có một chút linh trí. Chúng khát vọng giết chóc, khát vọng báo thù, khát vọng phát triển. Vì vậy, chúng tiếp tục lựa chọn đi theo Dương Diệp. Bởi vì với chúng mà nói, Dương Diệp là túc thể tốt nhất. Tại chỗ, Dương Diệp lắc đầu, không để ý những oán niệm cùng hận ý này,
hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, bên kia đúng là địa phương Phật tổ chạy trốn. Dương Diệp đang muốn đuổi theo, nhưng lúc này, đạo tổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhíu mày. Ngăn cản ta sao? Đạo tổ khẽ lắc đầu. Chỉ muốn nói cho người biết, người bây giờ, muốn chém một vị lão tổ, là cần phải bỏ ra cái giá rất cao, mà ngươi đừng quên, ngoại trừ Phật tổ, còn có Minh tổ, U Minh Điện Điện chủ, Ma tổ, Tà tổ. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ chờ ngươi từng cái đi trả thù bọn hắn sao? Nói đến đây, đạo tổ khẽ lắc đầu. Sẽ không, thời điểm ngươi trả giá thê thảm giết chết Phật tổ, mấy vị lão tổ này sẽ nhảy ra ngoài giết chết ngươi, còn có tất cả mọi người liên quan tới ngươi. Hiện tại bọn hắn không đi ra, ngoại trừ bởi vì mình trọng thương, còn có một điểm, đó chính là bọn họ không muốn lưỡng bại câu thương, cuối cùng, ngươi bây giờ, coi như là bọn hắn, cũng khó có thể đơn giản đánh chết ngươi. Muốn giết ngươi, dù cho là bọn hắn, cũng sẽ trả giá thê thảm, thậm chí còn giết không được. Dương Diệp trầm mặc. Ngươi cảm thụ bốn phía xem. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn cảm nhận được bốn cổ khí tức như có như không. Khí tức của lão tổ. Đạo tổ nói. Kỳ thật ngay từ đầu, bọn hắn muốn đánh đổi tất cả giết ngươi. Tuy bọn hắn bị thương, nhưng nếu năm người liên thủ, dưới tình huống đánh đổi khá nhiều vẫn có thể tru sát ngươi. Bất quá thần tộc cùng bất tử tộc xuất hiện, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thần tộc cùng bất tử tộc sớm xuất hiện, lúc trước liền không có sự tình ngũ tổ vây công cha ngươi. Hối hận. Bất kể là binh gia hay Phật gia, U Minh Điện, đều có chút hối hận vây công Dương Vô Địch. Cũng không phải hối hận giết Dương Vô Địch, mà là sau khi vây công Dương Vô Địch, bọn hắn bỏ ra giá thê thảm. Năm vị lão tổ trọng thương, đặc biệt là binh gia cùng Phật gia, bởi vì lão tổ của bọn họ bị thương, làm cho hai nhà sắp bị diệt. Mà bây giờ, bọn hắn càng ở vào bị động tuyệt đối. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, trong chốc lát, sát ý cùng hồng mang quanh người hắn dần dần biến mất. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn địa phương lúc trước Phật tổ chạy trốn. Nếu như đối phương nguyện ý cùng hắn chiến, hắn có 6-7 thành nắm chắc đánh chết đối phương. Nhưng đối phương không chọn chiến, mà một vị lão tổ nếu lựa chọn trốn, hắn căn bản không có cách nào. Tốc độ của hắn bây giờ, còn có các phương diện so với lão tổ chân chính, là có chút chênh lệch. Như Phật tổ nói, hắn thiếu nội tình. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn nhìn bốn cổ khí tức kia, không nói gì, xoay người rời đi. Mà lúc này, đạo tổ đột nhiên nói. Bất tử tộc cùng thần tộc, người thấy thế nào? Dương Diệp dừng bước lại. Tiền bối có ý gì? Đạo tổ trầm giọng nói. Bất kể là thần tộc, hay bất tử tộc, sợ là đều khó có thể đối phó. Ở trong lòng hắn, tự nhiên là muốn kéo Dương Diệp vào trong thiên minh. Thực lực của Dương Diệp hôm nay, là không hề yếu hơn lão tổ. Quan trọng nhất là Dương Diệp còn trẻ, tương lai của hắn vô hạn, không gian phát triển vô cùng lớn, hơn nữa, bên người Dương Diệp còn có một đoàn người, đám người An Nam Tĩnh kia, cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu có sự gia nhập của Dương Ngộ Diệp, thực lực của thiên minh nhất định tăng nhiều. Dương Diệp sao không rõ ý tứ của đạo tổ? Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối, tác đối với đạo gia, đối với ngươi, không có ác ý, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, người đối với Dương Diệp ta, chỉ có trợ giúp, không có mắc nợ. Ngũ tổ vây giết cha ta, người bởi vì đạo gia mà không ra tay giúp đỡ, phía sau ngươi có đạo gia, ta không trách ngươi, bởi vì ngươi không nợ Dương Diệp ta. Nếu như là ngươi, hoặc đạo gia có chuyện gì khó xử, Dương Diệp ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hết toàn lực. Nhưng, nói đến đây, Dương Diệp quay người nhìn đạo tổ. Ta không sẽ cùng đạo gia, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên thủ, đặc biệt là Phật gia cùng binh gia. Lúc trước những huynh đệ kia của ta bị bọn hắn giết chết, nếu hiện tại ta cùng bọn họ liên thủ, ta sợ những huynh đệ kia của ta chết không nhắm mắt. Đại thiên vũ trụ, sẽ xong. Đạo tổ nói khẽ. Quan hệ gì tới ta? Dương Diệp nói. Tiền bối, Dương Diệp ta không phải chúa cứu thế. Ta chỉ biết, mối thù giết cha, mối thù giết huynh đệ của ta, mối thù của tam tỷ, Dương Diệp ta phải báo. Năm vị lão tổ, những thánh nhân bách tộc kia, Dương Diệp ta sẽ giết sạch bọn hắn. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Tại chỗ, đạo tổ thấp giọng thở dài. Lúc này, binh tổ xuất hiện ở bên cạnh đạo tổ. Binh tổ nhìn bóng lưng của Dương Diệp rời đi, trong mắt sát ý lập lòe.
nhưng trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp có thể cái gì cũng không chú ý, nhưng hắn không được. Hắn không muốn cùng Dương Diệp đồng quy vu tận, Phật Tổ cũng không muốn, cho nên Phật Tổ lựa chọn đào tẩu. Này nghiệm chứng câu châm ngôn kia của thế tục, mềm sợ cứng, cứng sợ không sợ chết. Hiện tại Dương Diệp là không sợ chết. Đạo Tổ khẽ lắc đầu. Lúc trước ta khuyên qua ngươi, bảo ngươi không nên lẫn vào chuyện này, nhưng ngươi không nghe. Nghe vậy, Binh Tổ lắc đầu. Chúng ta đánh giá thấp, nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của Dương Vô Địch. Lúc trước, bọn hắn cảm thấy năm vị lão tổ có thể lập tức miểu sát Dương Vô Địch, sau đó bọn hắn rảnh tay, có thể trở tay liền tiêu diệt Dương Diệp. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi. Dương Vô Địch mạnh, thật sự xứng hai chữ vô địch. Chính là đánh giá thấp, hai đại gia, năm vị lão tổ rơi vào tình trạng hôm nay. Quan trọng nhất là Dương Diệp, lúc trước nếu bọn hắn ra tay, là có thể tuyệt sát Dương Diệp. Mà bây giờ, Dương Diệp này, bọn hắn đã không thể làm gì. Đạo Tổ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Ta đã liên hệ mấy gia hỏa gần như sắp muốn xuống mồ của Đại Thiên Vũ Trụ, không biết bọn hắn có nguyện ý đi ra lẫn vào vũng nước đục này hay không. Minh Tổ nhìn thoáng qua Đạo Tổ, sau đó nói. Võ Đế thì sao? Đạo Tổ khẽ lắc đầu. Người này, ta nhìn không thấu ý đồ của hắn, coi như hắn nguyện ý gia nhập chúng ta, cũng không nên nhận. Vì sao? Minh Tổ khó hiểu. Đạo Tổ nói khẽ. Nếu như một người, đã từng vô địch cả đời, nhưng có một ngày, hắn bị đánh bại, người cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Có ý tứ gì? Minh Tổ nhíu mày. Đạo Tổ nói khẽ. Vị võ đế này, ngoại trừ còn trẻ gặp chút ngăn trở, sau khi thành niên, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp rời đi. Cỏ dại, cái này là cỏ dại, mặc kệ gió táp mưa sa, cuối cùng đè không ngã nó. Có lẽ thiên phú của thiếu niên này không phải cao cấp nhất, nhưng tính bền dẻo trên người cực kỳ tốt. Địa phương làm phụ thân hắn hài lòng hắn nhất, chính là tính cách vĩnh viễn không nói thua ở trên người hắn, dù cho thua, không sao, về tu luyện một thời gian lại ra đánh tiếp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Binh Tổ trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi ra đạo gia, mới vừa vào trong tinh không mịt mờ, còn đi không bao lâu, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, đứng một nữ tử. Một nữ tử mang mặt nạ, người đeo ba cây trường thương. Độc Cô Tuyệt Thiên. Hai tay Độc Cô Tuyệt Thiên thả lỏng phía sau, liếc xéo Dương Diệp. Nguyên lai chính là ngươi. Ta. Dương Diệp nhíu mày khó hiểu. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Trước đây không lâu, một nam tử cụt tay tiến vào trong tinh môn. Nam tử cụt tay. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Hắn đi làm cái gì? Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói, đi tìm một vật. Vật gì? Dương Diệp lại hỏi. Sát lục chi linh. Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Bất tử tộc ta đã từng chinh chiến ngàn vạn vũ trụ, giết người nhiều biết bao nhiêu. Lúc trước chúng ta đi qua một phiến đại lục, sau khi giết chết tất cả mọi người, tạo thành một linh vật, là sát lục chi linh, nếu linh này ở trên người ngươi, dùng sát ý của ngươi, thực lực há chỉ có từng đó. Quan trọng nhất là, linh này có tính trưởng thành, là vô hạn. Giết càng nhiều người, nó sẽ càng mạnh, vừa vặn thích hợp loại người như ngươi. Hắn tiến vào trong đó, nghĩ đến liền muốn đi tìm cho ngươi linh này, ta ở trên người các ngươi, cảm nhận được khí tức huyết mạch giống nhau. Nói đến đây, Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Biết rõ kết quả không? Dương Diệp lắc đầu. Độc Cô Tuyệt Thiên bật cười. Hắn có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Bất quá, hắn cũng là một nhân vật, có thể sống từ chỗ kia đi ra. Đáng tiếc, không chết cũng trọng thương. Trọng thương. Hai tay Dương Diệp nắm thật chặt, giờ phút này. Hắn rốt cuộc biết lão tử của mình thương thế từ đâu đến rồi. Bất tử tộc. Trước khi ngũ tổ vây công hắn, hắn còn đi qua tinh môn. Qua hồi lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Tìm ta có việc. Có hứng thú đi gặp sát lục chi linh hay không? Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Ngay ở trong tinh môn, dám đi không? Dương Diệp nói. Vì sao phải đi? Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi cảm giác mình có lựa chọn. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Một canh giờ,
trong vòng một canh giờ, nếu như ngươi không tới tinh môn, sẽ có 100 bất tử kỵ sĩ tiến về hư linh đại lục, chỗ đó sẽ không có một ngọn cỏ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, chỉ còn Dương Diệp. Đi đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu, một trung niên đại hán chậm rãi đi tới. Võ đế. Người trước mắt này, đúng là võ đế hồi lâu không thấy. Võ đế nhìn thoáng qua Dương Diệp. Phụ thân ngươi ở trong đó lưu cho ngươi một vật. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Võ đế nói. Ngươi đi sẽ biết. Dương Diệp trầm mặc. Võ đế nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Mặc kệ Bách gia cùng hai đại gia, thần tộc, bất tử tộc, đều là đạo khảm ngươi không cách nào vượt qua, thừa cơ hội này đi lý giải chúng một chút đi. Dương Diệp nhìn võ đế. Hắn còn lưu qua lời gì không? Võ đế lắc đầu. Hắn người này, là một người thẳng tính, làm người cũng rất sảng khoái, có một điểm rất giống ngươi, cái kia chính là chỉ cần cho rằng mình làm đúng, thì sẽ không chùn bước đi làm, căn bản sẽ không để ý ý nghĩ và ánh mắt của người khác. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nghĩ đến, trong lòng ngươi cũng có oán niệm với ta à? Oán? Dương Diệp khó hiểu. Võ đế cười nói. Lúc trước nếu như ta ra tay, hắn xác thực có thể sống. Dương Diệp nói. Tiền bối dựa vào cái gì phải ra tay? Tiền bối không nợ cha con ta cái gì, cho nên tiền bối căn bản không cần vì cha con ta mà đi đắc tội năm vị lão tổ, thậm chí cùng năm vị lão tổ đổ máu. Võ đế nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói. Cha ta, huynh đệ của ta, bọn hắn đều chết hết. Nhưng đây là con đường chính chúng ta lựa chọn, không có quan hệ gì tới người khác, mà Dương Diệp ta, cũng sẽ không bởi vì người khác không có ra tay giúp đỡ liền ghi hận đối phương. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bất kể là đạo tổ hay võ đế, nếu người ta ra tay giúp đỡ, đó là tình cảm, nhưng nếu người ra không ra tay, vậy cũng không có gì đáng trách. Trong mắt của hắn, là thực lực của mình đủ cứng mới là vương đạo. Dựa vào người khác, không thực tế. Mặc kệ là cái gì, đều phải dựa vào chính mình. Dương Diệp đi rồi. Sau lưng hắn, võ đế nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi tới vô tận hắc động, xuyên thẳng qua gần mấy giờ, hắn đi tới cánh cửa ánh sáng hắn đã từng đi vào kia. Mà giờ khắc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đã đợi ở đây. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đi thôi. Nói xong. Nàng trực tiếp đi vào trong cánh cửa ánh sáng. Dương Diệp không do dự, cũng đi vào theo. Vừa mới đi vào cánh cổng ánh sáng, Dương Diệp cảm giác đầu mê muội, ở chung quanh hắn, có bạch quang xen lẫn lôi điện không ngừng lập lòe. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại. Hắn mở mắt. Trong hốc mắt, không có mắt, chỉ có một mảnh huyết hồng, mặc dù không có mắt, nhưng không trở ngại hắn thấy rõ thế giới này. Ám. Thế giới này vô cùng hắc ám, tựa như cảnh ban đêm sau khi hoàng hôn hàng lâm. Chân trời mây đen bao phủ, trừ lần đó ra, ở bốn phía, Dương Diệp cảm nhận được khí tức tử vong vô cùng vô tận. Chuẩn xác mà nói là tử khí. Tử khí vô cùng nồng nặc. Cái này là bất tử tộc. Dương Diệp hỏi. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Thế nào, không thể tưởng được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chỗ này, ngoại trừ có khí tức tử vong nồng nặc ra. Còn có một điểm, là không có linh khí. Khô kiệt. Linh khí khô kiệt. Thời đại mạt Pháp, thế giới này mới thật giống như thời đại mạt Pháp. Lúc này, tay phải của Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên khẽ vẫy, trong chốc lát, chân trời xa xa truyền đến một tiếng hét giận dữ, thoáng qua, một con chim to lớn từ chân trời lao xuống. Con chim này hình dạng có chút quái dị, hình dạng như đại bàng, nhưng lại là đầu rồng, cái đuôi thật dài, khoảng chừng tầm hơn 10 trượng. Hơn nữa phần đuôi vô cùng bén nhọn, tựa như một cây gai dài. Long ưng, một loại sinh vật thượng cổ, trời sinh tính thô bạo, tốc độ có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng, bị bất tử tộc hàng phục. Long ưng rơi vào trước mặt Độc Cô Tuyệt Thiên, Độc Cô Tuyệt Thiên đi tới, tiếp theo nàng nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, thân hình Dương Diệp run lên, rơi vào trên lưng Long ưng. Nhưng đúng lúc này, Long ưng dưới chân hắn đột nhiên phát ra tiếng hét giận dữ. Như bất mãn Dương Diệp đứng ở trên lưng nó. Dương Diệp đột nhiên rơi vào trên đầu Long ưng, thoáng qua, huyết kiếm trong tay hắn đâm vào đầu của Long ưng, kiếm nhập nửa tấc, cùng lúc đó,
một cỗ sát ý cực kỳ cường đại bao phủ Long Ưng lại. Long Ưng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Diệp thu kiếm, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên. Nóng này không được, phải chị, người cảm thấy thế nào? Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta cảm thấy người nóng này cũng không tốt, cũng cần trị một chút. Dương Diệp nhún vai. Vậy phải luận bàn một chút sao? Sẽ có cơ hội. Độc Cô Tuyệt Thiên quay người nhìn về phía xa xa, giờ phút này, Long Ưng mang theo bọn hắn tới ở chỗ sâu trong đám mây, tốc độ của Long Ưng cực kỳ nhanh, những nơi đi qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, không gian bị xé tan thành phấn. Cứ như vậy, phi hành gần một giờ, Long Ưng mới dừng lại. Giờ phút này, ở trước mặt Dương Diệp và Độc Cô Tuyệt Thiên, là một hắc thành thật to, thành cực kỳ lớn, là thành lớn nhất mà đời này Dương Diệp bái kiến, chỉ là tường thành liền cao khoảng chừng nghìn trượng. Cao nghìn trượng, đó là cái khái niệm gì? Chính là một tảng đá trong tường thành cũng lớn hơn Dương Diệp hắn mấy lần. Mà ở trong thành, có một cây thạch trụ thông thiên, cột đá thật dài, thẳng vào mây xanh, ở trên đỉnh cột đá, là một pho tượng. Bên cạnh Dương Diệp, thần sắc của Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nghiêm nghị, nàng nhìn pho tượng có chút thi lễ, sau đó chân phải nhẹ nhàng đạp, Long Ưng đưa nàng cùng Dương Diệp tới trước cửa thành. Lúc Long Ưng rời đi, nhìn thoáng qua Dương Diệp cách đó không xa. Nhưng khi Dương Diệp nhìn nó lập tức hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất ở chân trời. Dương Diệp đi theo Độc Cô Tuyệt Thiên tiến vào tòa thành kia, nội thành trống rỗng, phải nói rất yên tĩnh. Nhà cửa trong thành không kém kiến trúc của nhân tộc nhiều, có đặc sắc riêng. Mà đi tới phía trước, Dương Diệp phát hiện một điểm không tầm thường. Trong một ít kiến trúc, nằm rất nhiều người. Rất nhanh, Độc Cô Tuyệt Thiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, là một quảng trường, trên quảng trường toàn bộ là quan tài. Nhiều chừng mấy vạn. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn những quan tài kia rất lâu, sau đó nàng tiếp tục đi tới. Dương Diệp đi theo. Cuối quảng trường là một đại điện, Độc Cô Tuyệt Thiên dẫn Dương Diệp tới trước cung điện, sau đó nói. Vào đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Những quan tài bên ngoài kia là của ai? Không có quan hệ gì tới ngươi. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Vào đi, vị kia muốn gặp ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể còn sống đi ra không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi ngược lại rất tự biết mình. Còn ngươi có thể còn sống đi ra hay không? Thứ cho ta nói thẳng, dù ngươi đạt tới tổ cảnh, sợ là cũng khó còn sống đi ra. Nói xong, tay phải nàng vung lên, đại môn cung điện kia mở ra, ngay sau đó Dương Diệp bị nàng đẩy vào trong đại điện. Vừa mới vào đại điện, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Sát ý. Trong đại điện này, tràn ngập sát ý vô cùng vô tận, sát ý kia đậm đặc, để cho hắn cũng có chút không chịu nổi. Túc thể hoàn mỹ. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu, tại đó, một viên cầu màu đỏ đang bay về phía hắn. Ngươi chính là Sát Lục Chi Linh. Dương Diệp nói. Là ta. Sát Lục Chi Linh cách Dương Diệp càng ngày càng gần. Ta đi qua vô số vũ trụ, nhưng không tìm được qua người sát ý chứng tổ như ngươi, không chỉ như thế, ngươi lại có sát lục chi tâm, nếu để cho ta thôn phệ ngươi, không tới vài năm, tổ cảnh gì đó, trở tay có thể diệt. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, lúc này Sát Lục Chi Linh đột nhiên nói. Muốn phản kháng, đừng lãng phí sức lực, thực lực của ngươi không tầm thường, ngươi mang trọng bảo, bất quá với ta mà nói, vẫn quá yếu. Ngươi chẳng qua là thân thể thích hợp ta. Bằng không con sâu cái kiến giống như ngươi, ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn ra tay, nhưng lúc này, một cánh tay đột nhiên chặn đoàn huyết cầu kia. Sau một khắc, một giọng nói vang lên. Quỳ xuống cho lão tử. Nói xong, cánh tay kia trấn áp huyết cầu ở trên mặt đất. Cách đó không xa, thân thể Dương Diệp cương ngay tại chỗ. Ở trước mặt Dương Diệp không xa, đứng một trung niên này không phải người khác, đúng là Dương Vô Địch. Bất quá thời khắc này hai tay của Dương Vô Địch đã khôi phục. Sát Lục Chi Linh bị Dương Vô Địch gắt gao áp ở trên mặt đất, không thể động đậy. Dương Vô Địch quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngoài ý muốn không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó nói. Đây không phải bản thể của ngươi. Trên mặt Dương Vô Địch nổi lên nụ cười. Tự nhiên không phải. Đầu Dương Diệp có chút thấp xuống. Lúc này,
Dương Vô Địch cầm lấy sát lục chi linh đi tới trước mặt Dương Diệp. Đây là một phân thân ta để lại chỗ này, phân thân này, có được 5 thành thực lực của ta. Vừa nói, hắn nhìn về phía sát lục chi linh trong tay. Mục đích của ta, chính là vì nó mà tới. Như vậy là sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Vô Địch nói. Người cái tên này, tiếp xúc người tiền sử kia, làm cho sát lục chi linh bai kết sự hiện hữu của ngươi. Đối phương yêu cầu người tiền sử kia bắt ngươi đến địa phương quỷ quái này. Lúc trước tùy bị ta ngăn cản, bất quá ta cảm thấy gia hỏa này không đơn giản, liền đi theo vào. Sau đó thật phát hiện cái đồ chơi này không đơn giản, cho nên ta liền lưu lại một tay, quả thật không sai, người cuối cùng vẫn đến rồi. Dương Diệp trầm giọng nói. Nếu như lúc trước phân thân này đi ra, người sẽ không phải chết, đúng không? Dương Vô Địch nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ. Ta không muốn để cho mẹ ngươi chờ ta quá lâu. Dương Diệp cúi đầu, im lặng không nói. Dương Vô Địch lại nói. Tuyệt thế cường giả, trường sinh, kỳ thật, những thứ này không phải lão tử ưa thích. Lão tử ưa thích là cùng mẹ ngươi nhìn mặt trời mọc, nhìn mặt trời lặn, cày ruộng dệt vải. Nhưng thiên ý trêu người, nhiều khi, sự tình càng đơn giản, kỳ thật càng khó làm được. Là bởi vì ta, đúng không? Dương Diệp hỏi. Dương Vô Địch cười nói. Sau khi sinh ra ngươi, ngươi là tất cả của ta cùng với mẹ ngươi. Vì ngươi, chúng ta có thể giao ra hết thảy. Kỳ thật, ta rất vui mừng, thật rất vui mừng, bởi vì con của Dương Vô Địch ta, không phải một kẻ hèn nhát. Kỳ thật kỳ vọng của ta đối với ngươi cũng không lớn, bất quá có một điểm nhất định phải có, cái kia chính là nam nhi Dương gia chúng ta không thể làm bọn hèn nhát. Con người lúc sống, nói dài cũng không dài, há có thể sống uất ức bất lực. Nói đến đây, hắn nhìn về phía sát lục chi linh trong tay. Cái đồ chơi này, xác thực không đơn giản, nếu như không phải lúc trước nó chủ quan, cho rằng ta đã chết ở trong tay nó, muốn thu thập nó, sợ là phải phí một ít công phu. Nó có ích sao? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên. Dương Vô Địch cười nói. Với người khác mà nói, có lẽ không có lợi ích gì, nhưng với ngươi, có tác dụng cực kỳ lớn, đặc biệt là ngươi bây giờ. Như vậy là sao? Dương Diệp hỏi. Dương Vô Địch cười nói. Ngươi bây giờ sát ý đã đạt tới tổ cảnh, lại muốn tiến thêm một bước, vô cùng khó khăn, mà có đồ chơi này, nó có thể để cho ngươi tiến thêm nửa bước, hơn nữa, còn có thể để cho ngươi thêm một giúp đỡ siêu cường. Vừa nói, hắn bấm tay điểm ra, sát lục chi linh hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông vào mi tâm của Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là xông vào điểm đen mi trong tâm của Dương Diệp. Thời điểm sát lục chi linh chui vào điểm đen, sắc mặt Dương Diệp nhăn nhó, cùng lúc đó, hồng mông tháp xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, từng tầng kim quang không ngừng trấn áp sát lục chi linh cùng những hận ý oán niệm kia. Nhưng lần này, hồng mông tháp trấn áp chẳng có tác dụng gì. Không hề có tác dụng. Hắn cảm giác đầu của mình muốn nổ tung. Lúc này, Dương Vô Địch đột nhiên nói. Chịu đựng, chỉ một lát mà thôi. Dương Diệp cắn chặt hàm răng, không biết trải qua bao lâu. Tay phải Dương Vô Địch khẽ vẫy, trong chốc lát, một tiểu nữ hài mặc yếm hồng xuất hiện ở trước mặt hắn, tiểu nữ hài xem ra chỉ 2-3 tuổi, bím tóc sừng dê, bất quá 2 bím tóc sừng dê một đen một đỏ. Dương Diệp hơi khá hơn một chút, hắn nói khẽ. Đây là... Dương Vô Địch nhìn cô bé kia. Linh trí của sát lục chi linh bị ta xóa đi, ta để cho bản thể nó cùng những oán niệm hận ý kia dung hợp, sau khi dung hợp, chúng dùng sát ý của ngươi làm cơ sở. Một lần nữa hóa linh, cho nên nàng có thể nói là sát ý của ngươi thực chất hóa, bất quá lại không hoàn toàn là sát ý của ngươi, là lực lượng tam phương hợp thể. Lúc này, cô bé kia mở mắt, thời điểm nàng mở mắt, Dương Diệp phát hiện, trong 2 tròng mắt nàng huyết hồng, giống như hắn. Ánh mắt nữ hài rơi vào trên người Dương Diệp, nàng do dự một chút, sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đụng đụng bộ ngực của hắn. Dương Diệp đưa bàn tay ra. Lúc này cô bé kia mở mắt nhìn, sau đó duỗi tay nhỏ bé đặt ở trong lòng bàn tay của Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Sau này ngươi gọi Tiểu Hồng, được không? Tiểu Hồng. Tiểu nữ hài nháy mắt, sau đó gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiếp đó, nàng hóa thành một đạo hồng quang xông vào mi tâm Dương Diệp. Chuẩn xác mà nói là trong đầu của Dương Diệp. Nàng nguy hiểm không? Dương Diệp hỏi. Dương Vô Địch cười nói. Vô số hận ý cùng oán niệm, tăng thêm sát ý của ngươi, còn có sát lục chi linh hội tụ thành, ngươi nói nàng nguy hiểm không?
Đương nhiên, với ngươi mà nói, nàng không hề nguy hiểm, bởi vì nàng bởi vì ngươi mà sinh, từ trình độ nào đó mà nói, nó là ngươi sáng tạo, là nhi nữ của ngươi. Hiện tại nó vừa sinh ra, còn có rất nhiều thứ cần thích ứng, ngày sau ngươi sẽ phát hiện nàng khủng bố. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Dương Vô Địch cười nói. Hiện tại, vẫn là nghĩ làm sao rời đi nơi này à? Ngươi cùng ta đi. Dương Diệp hỏi. Dương Vô Địch cười nói. Tự nhiên. Cứ như vậy, hai cha con đi ra đại điện, ở ngoài đại điện, đứng một nữ tử, đúng là Độc Cô Tuyệt Thiên. Mà sau lưng Độc Cô Tuyệt Thiên, là ba lão giả tay cầm quải trượng. Ba người lớn lên y chang không khác, tựa như một cái khuôn đúc ra. Độc Cô Tuyệt Thiên chậm rãi đi về phía phụ tử Dương Diệp. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, nguyên lai lúc trước ngươi là giả bại. Dương Vô Địch cười nói. Đời này, có thể chính thức quang minh chính đại đánh bại ta, chỉ có một người, ngoại trừ người nọ, Dương Vô Địch ta, còn chưa từng bị bại, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đương nhiên muốn. Độc Cô Tuyệt Thiên nói xong, một cây trường thương đã tới trước mặt Dương Vô Địch, Dương Vô Địch lắc đầu, giơ tay chúi xuống. Trường thương bị đè ở trên mặt đất, nhưng lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Vô Địch, ngay sau đó, một cây kiếm ngắn gạt về cổ họng của hắn. Chân phải Dương Vô Địch nhẹ nhàng đạp. Theo một tiếng nổ vang, Độc Cô Tuyệt Thiên lui đến mấy ngàn trượng. Độc Cô Tuyệt Thiên vừa dừng lại, Dương Vô Địch cách không đấm ra một quyền. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của hắn cuồn cuộn quét ra. Cỗ lực lượng này tựa như một dòng lũ lớn bay thẳng đến Độc Cô Tuyệt Thiên. Cách đó không xa, Độc Cô Tuyệt Thiên bay ra ngoài gần vạn trượng. Mà nàng vừa dừng lại, Dương Vô Địch đã xuất hiện ở trước mặt nàng, Độc Cô Tuyệt Thiên phản ứng cũng cực nhanh, trở tay đâm một thương. Răng rắc. Một thương này, làm cho không gian chung quanh rạn nứt, thương kia ẩn chứa lực lượng cường đại bức ngừng Dương Vô Địch. Mà lúc này, Dương Vô Địch đột nhiên bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm này, trực tiếp điểm ở trên trường thương run lên kịch liệt, sau đó tay Dương Vô Địch bắt được mũi thương, mãnh liệt xoay một vòng. Độc Cô Tuyệt Thiên lại bị đánh bay ra ngoài. Lúc này thân hình của Dương Vô Địch lóe lên, đi tới không trung, hắn nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên ở phía dưới vẫn còn không ngừng lùi lại, hai tay kéo một phát, trong chốc lát, không gian chung quanh Độc Cô Tuyệt Thiên bị kéo thành một hình dạng quỷ dị. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn, khóe miệng Độc Cô Tuyệt Thiên tràn ra máu tươi, nhưng đúng lúc này, sau lưng Độc Cô Tuyệt Thiên, hai cây trường thương phóng lên trời, thoáng qua, hai cây trường thương này hóa thành hai đạo ánh sáng âm u bắn về phía Dương Vô Địch. Trên không trung, Dương Vô Địch tiện tay vung lên. Hai cây trường thương bị hai cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài, nhưng đúng lúc này, thân hình của Độc Cô Tuyệt Thiên lóe lên, thoáng qua, trước mi tâm của Dương Vô Địch xuất hiện một đạo hàn quang. Sau hàn quang là Độc Cô Tuyệt Thiên. Dương Vô Địch lui về phía sau một bước nhỏ, tay phải hắn nhẹ nhàng vồ một cái, một chảo này, không gian trở nên hư ảo, sau đó mãnh liệt đập một cái. Độc Cô Tuyệt Thiên bị đập bay ra mấy vạn trượng. Độc Cô Tuyệt Thiên còn chưa dừng lại, tay phải của Dương Vô Địch vỗ ra. Một trường này rơi xuống, thân thể của Độc Cô Tuyệt Thiên tan biến. Nhưng Dương Vô Địch nhíu mày. Ở trong không gian kia, Độc Cô Tuyệt Thiên vẫn còn sống, mà dưới người nàng, là một nanh ác to lớn, nanh ác này so với những nanh ác trước đó Dương Diệp nhìn thấy lớn hơn gần một lần. Bất tử kỵ sĩ. Thời điểm có nanh ác, bất tử kỵ sĩ mới là cường đại nhất. Mà giờ khắc này, khí tức cả người Độc Cô Tuyệt Thiên cũng thay đổi. Nếu như nói lúc trước khí tức của Độc Cô Tuyệt Thiên là nước sông, như vậy hiện tại chính là đại hải. Độc Cô Tuyệt Thiên tay cầm trường thương. Lạnh lùng nhìn Dương Vô Địch. Lại tới. Nói xong trường thương trong tay đột nhiên bắn nhanh ra. Cách đó không xa, Dương Vô Địch bị một phát này đẩy lui gần ngàn trượng. Nhưng Dương Vô Địch lắc đầu cười cười. Có chút ý tứ, bất quá ta không có hứng thú cùng ngươi hao tổn nữa. Thanh âm rơi xuống, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, hai đấm chậm rãi nắm chắc, trong chốc lát, chung quanh ngưng kết lại. Thoáng qua. Dương Vô Địch đột nhiên mở mắt. Thiên địa vỡ. Răng rắc. Theo một tiếng giòn vang, hai mắt Độc Cô Tuyệt Thiên trợn lên, mà nanh ác ở dưới người nàng càng nổ tung, hóa thành một đống thịt nát. Không chỉ như thế, cả người Độc Cô Tuyệt Thiên cũng bắt đầu rạn nứt,
từng điểm rạn nứt. Giờ khắc này, trong mắt Độc Cô Tuyệt Thiên đã có kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, ở chỗ sâu trong thành, đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Trong thiên địa, chỉ còn lại tiếng bước chân này. Dương Vô Địch nhíu mày, quay người, lúc này một cây trường thương phá không bắn tới. Mộc thương cực kỳ thông thường. Nhưng lông mày Dương Vô Địch nhíu càng sâu hơn. Ầm, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Dương Vô Địch cuồn cuộn quét ra. Xuy, nhưng Mộc thương không nhìn cổ khí thế kia của Dương Vô Địch, lập tức đâm vào trước ngực hắn, cả người đeo thương bay đến mấy vạn trượng, cuối cùng trường thương đinh ở trên tường thành. Đạp đạp, tiếng bước chân lần nữa từ trong thành vang lên. Tiếng bước chân rất chậm, giống như đi dạo bước, nhưng mỗi một bước rơi xuống, thanh âm khác ở trong thiên địa đều biến mất. Trong thiên địa, chỉ còn tiếng bước chân. Cách đó không xa, trên tường thành, tay phải Dương Vô Địch nhẹ nhàng vỗ vách tường. Xuy, cả người hắn tránh thoát mộc thương, lúc này Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Vô Địch nhìn nhìn thương động trước ngực mình, sau đó lắc đầu cười cười. Quả thật có chút ý tứ, xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp bất tử tộc này rồi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đi trước đi. Dương Diệp lắc đầu. Dương Vô Địch nói. Nghe được tiếng bước chân này không? Có thể vứt bỏ âm thanh của thiên địa vạn vật, chỉ còn âm thanh của mình, loại năng lực này, phần thực lực này, coi như là ta ở thời điểm đỉnh phong, cũng không dám nói ngăn trở được đối phương. Vừa nói, tay phải hắn vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Không nên hành động theo cảm tình, bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì, đi trước đi. Dương Diệp lắc đầu. Làm không được. Dương Vô Địch cười nói. Nếu như ngươi cũng chết ở chỗ này, ai tới trả thù cho ta? Nam nhi Dương gia chúng ta, có ân báo ân, có cửu báo cửu, mối thù của ta, tự nhiên phải do ngươi báo lại. Cho nên đi mau, được không? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này hai tay Dương Vô Địch kết thủ ấn quỷ dị, thoáng qua, ở dưới chân Dương Diệp xuất hiện một khe hở màu lam, sau đó khe hở màu lam rung động kịch liệt lên, mà bản thân Dương Diệp cũng dần dần hư ảo. Dương Diệp muốn tránh thoát truyền tống trận, nhưng lúc này, thanh âm của Dương Vô Địch đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Ngươi muốn để cho cha ngươi chết không nhắm mắt đúng không? Nói xong, Dương Vô Địch chậm rãi đi xa, mà ở bên ngoài mấy ngàn trượng, tiếng bước chân kia ngừng lại. Giờ khắc này, Dương Diệp đã triệt để hư ảo, bất quá ngay khi hắn biến mất, hắn gặp được một màn. Một thanh mộc thương đâm vào trước ngực Dương Vô Địch. Dương Vô Địch quay đầu lại nhìn thoáng qua, vị trí kia, đúng là vị trí của Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp hoàn toàn biến mất, trên mặt hắn hiện ra dáng tươi cười. Vẫn lạc. Lúc này đây, Dương Vô Địch thật sự vẫn lạc. Độc Cô Tuyệt Thiên đi tới trước người Dương Vô Địch, ở trước ngực của Dương Vô Địch, cắm một thanh mộc thương. Nhìn Dương Vô Địch, Độc Cô Tuyệt Thiên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, quỳ một chân trên đất. Bái kiến tiểu lâu đại nhân. Xa xa, một giọng nói vang lên. Nhốt hắn vào trong thần mộ. Độc Cô Tuyệt Thiên do dự một chút, sau đó nói. Thần mộ không phải chỉ giam người sống thôi sao? Hắn, nhóm cường giả này, nào có dễ dàng chết như vậy? Tuy hắn có ý muốn chết, nhưng nếu hắn muốn sống, thế gian này, ngoại trừ một hai người cường đại nhất kia, ai có thể chính thức diệt được hắn? Thanh âm kia nói khẽ. Giam vào thần mộ, nếu như hắn nguyện ý dốc sức cho bất tử tộc ta, thả hắn tự do, khôi phục thực lực. Nếu không muốn, liền để cho hắn vĩnh viễn sống ở trong hắc ám vô tận kia. Độc Cô Tuyệt Thiên nói khẽ. Một phần thân người cũng không có sức chống đỡ, còn chưa đủ tư cách sao? Thanh âm kia lạnh nhạt nói. Độc Cô Tuyệt Thiên đầu có chút thấp xuống, im lặng không nói. Đừng không phục. Thanh âm kia lại nói. Bản tôn người này có lẽ không bằng hư linh nữ năm đó, nhưng sẽ không kém nhiều lắm. Thần mộ, là tôn trọng lớn nhất của bất tử tộc ta đối với đại thiên vũ trụ, mà người này, có tư cách vào trong đó. Đi làm đi. Độc Cô Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Mộ thứ mấy? Số 10. Thanh âm kia nói. Số 10. Nghe vậy, Độc Cô Tuyệt Thiên biến sắc, trong lòng có chút khiếp sợ. Thần mộ, đây là bất tử tộc thiết lập một mộ địa. Mục đích chính là vì giam những cường giả đỉnh phong đã từng chết ở trong tay bất tử tộc. Bất tử tộc đã từng chinh chiến vô số vũ trụ, cũng chinh phục vô số vũ trụ, mà cường giả có tư cách giam vào trong đó,
cho tới bây giờ không quá đáng hơn 20 người. Nhưng 10 thứ hạng đầu, ngoại trừ mộ số 3, một mực không có ai, bởi vì ngoại trừ vị kia ở mộ số 3, bất tử tộc cảm thấy những cường giả này không có tư cách giam ở trong mộ trước 10. Nhưng Độc Cô Tuyệt Thiên thật không ngờ, nam tử trước mắt này lại bị tiểu lâu đại nhân coi trọng như thế, trực tiếp giam vào mộ số 10. Cảm thấy hắn không có tư cách. Thanh âm kia lại nói. Độc Cô Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu. Tuy thực lực người này siêu cường, nhưng số 12 tiên giả, còn có số 10 dạ ma tộc dạ đế, không thể yếu hơn hắn a. Không nói hai vị này, phần thiên âm ở số 13 cũng mạnh hơn hắn. Nha đầu. Lúc này, thanh âm kia nói. Ngươi quá trẻ tuổi, hắn mạnh hay không, ta có thể cảm nhận được, mà ngươi không cảm giác được, là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, hiểu không? Biểu lộ của Độc Cô Tuyệt Thiên cứng đờ, sau đó nàng không có nói gì, lập tức mang theo thi thể của Dương Vô Địch quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đại thiên vũ trụ, vô tận hắc động, cánh cổng ánh sáng. Quang môn khẽ run lên, rất nhanh, một nam tử từ trong đó chậm rãi đi ra. Người này, đúng là Dương Diệp. Sau khi đi ra, Dương Diệp lập tức quay người nhìn về phía cánh cổng ánh sáng, hắn muốn tiến vào bên trong, nhưng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, An Nam Tĩnh kéo tay của hắn lại, sau đó khẽ lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.